người số sướng đều có ba chữ T. Này mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh sách Nói Minh Chiết. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn thuận lợi, may mắn là chuyện tốt. Nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Theo thời gian, chúng ta sẽ từ từ lột bỏ đi sự non nớt của chính mình. Chúng ta khao khát yêu thương, và rồi khi trưởng thành, chúng ta nhận ra được yêu thương khó đến thế nào. Chúng ta từng cảm thấy tiền quan trọng, và rồi khi trưởng thành mới biết tiền quan trọng đến nhường nào. Nhưng có những thứ, chúng ta luôn xem nhẹ chúng, để rồi bất chợt phát hiện ra đối với ta, chúng quan trọng và trân quý đến nhường nào. Đó chính là tâm thái. Như Krat đã nói, sướng khổ tại tâm. Cuộc sống luôn thuận lợi, may mắn là chuyện tốt. Nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Trong video chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý khán thính giả hãy cùng sách Nói Minh Chiết tìm hiểu đôi điều về hạnh phúc. Biết đâu, sau những thứ tìm hiểu được đây, tất cả chúng ta lại đều tìm thấy được hạnh phúc và lối đi trong cuộc sống viên mãn của mình thì sao, quý vị nhỉ? Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Ba chữ T quyết định hạnh phúc đời người. 1. Tiến. Càng thiếu tiền thì lại càng phải lạc quan, tích cực. Có một khái niệm trong tâm lý học được gọi là tư duy trưởng thành. Nhiều người cho rằng thiên tài là do họ tài năng, thiên bẩm, trời sinh vốn có. Nhưng những người có tư duy trưởng thành tin rằng thứ gọi là thiên tài đó hoàn toàn có thể có được nhờ vào sự chăm chỉ, nỗ lực. Những người như vậy sẽ càng đạt được cảm giác thành tựu cao hơn. Nói một cách đơn giản, nếu bạn đối mặt với thử thách bằng một thái độ lạc quan, bạn sẽ vượt qua một cách rất thuyết phục. Qua cơn mưa, rồi trời sẽ lại sáng. Ông trời sẽ chẳng phụ người có tâm. Vào năm 43 tuổi, Nhậm Chính Phi mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, và đó cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của ông. Năm đó, ông vừa ly hôn, vợ thất nghiệp, tay trắng cùng khoản nợ khổng lồ chẳng thể trả. Thậm chí, tiền để thành lập công ty Huawei, ông cũng phải đi vay mượn người khác. Trong thời điểm đen tối là thế, Nhậm Chính Phi vẫn một mực tin rằng Huawei nhất định sẽ thành công. Ông tự tin nói với các đồng nghiệp rằng trong 20 năm nữa, thị trường truyền thông toàn cầu sẽ chia thành 3 cường quốc và Huawei sẽ là một trong số đó. Ông không phải tự tin một cách mù quáng, mà là ông có một niềm tin mãnh liệt vào thành công. Ông tích cực tham gia vào nghiên cứu, sẵn sàng ăn uống, ngủ nghỉ tại công ty cùng với nhân viên. Dưới sự truyền cảm hứng của ông, lòng nhiệt tình, đam mê của các nhân viên cũng được khơi dậy. Để có được cơ hội hợp tác, họ sẵn sàng đợi 3 tiếng trước cửa nhà đối tác. Họ có thể ở trong phòng máy cả ngày lẫn đêm để theo sát quá trình thi công của các kỹ sư. Huawei của hiện tại sớm đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc. Doanh thu bán hàng của Huawei trong 3 quý đầu năm nay đã đạt hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Muốn thay đổi nghịch cảnh, vấn đề cốt lõi không phải là tìm đúng thời cơ, mà là dù trong lúc khó khăn nhất, chúng ta cũng vẫn luôn giữ được thái độ lạc quan, không ngừng tiến về phía trước. Yêu tiền là bản chất của con người, thiếu tiền là điều rất hiển nhiên trong cuộc sống. Nhưng những người luôn có ý chí phấn đấu, vươn lên, họ sẽ luôn có động lực để chiến đấu đến cùng. Việc xoay chuyển tình thế chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Có người từng nói, ông trời không phụ lòng ai cả, mà chỉ đang tôi luyện chúng ta, dạy những con người bình thường cách thay đổi vận mệnh của họ. Tâm thái điều chỉnh giàu nghèo cũng có thể thay đổi. Hãy dùng sự nhiệt tình để đối mặt với phần đời còn lại, bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Tình càng mong muốn có được tình yêu thì lại càng phải phó mặc cho duyên phận. Nếu bạn muốn biết vận mệnh của mình chỉ cần nhìn vào tâm mình sẽ rõ. Tình yêu giống như cát chảy trong tay, càng nắm chặt thì lại càng khó giữ. Nhưng ngược lại, những người phó mặc cho duyên phận lại càng dễ gặt hái được hạnh phúc. Kiều Oanh, 34 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Có một người lớn tuổi đã khuyên cô, đừng kiếm tìm tình yêu, hãy an yên chờ nó đến. Vào năm cô 50 tuổi, cuối cùng cô cũng gặp được tri kỷ của đời mình. Cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Vậy tình yêu là gì? Tình yêu không phải say nắng thoáng qua, cũng chẳng phải phá víu tạm bợ cùng sống qua ngày. Tình yêu đến khi ta chọn một người, ta biết chắc mình đã chọn đúng. Gặp người mình yêu, yêu nhầm người là chuyện rất bình thường. Hãy cứ mở lòng ra, chắc chắn rằng đâu đó cũng có người đang chờ đợi bạn. Lan Khuê từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Những mâu thuẫn trong hôn nhân ngày một nhiều. Cuối cùng vợ chồng Lan Khuê chẳng thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường như hẹn ước. Lan Khuê ra đi một cách dứt khoát, không nói xấu chồng cũ, lấy nửa lời mà dồn toàn bộ tâm huyết vào bóng chuyền. Trở về quê nhà,
cô trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển bóng chuyền nữ. Tại quê nhà, Lan Khuê đưa đội tuyển bóng chuyền nữ từ thời vô địch đỉnh cao sớm đã lụi tàn trở lại. Nhưng vào lúc này, cô gặp chồng mình hiện tại, giáo sư lịch sử Công Huy Anh. Anh chăm sóc cô hết mực, đưa cô lên xuống cầu thang, hấp bánh, nấu ăn cho Lan Khuê. Cuộc sống bình yên và ấm áp khiến Lan Khuê cảm thấy hạnh phúc. Một tình yêu đẹp sẽ khiến cho thế giới của bạn trở nên rộng lớn và tươi đẹp hơn. Đừng sợ yêu muộn, duyên phận đôi khi tắc đường, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Duyên phận là điều kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết, nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có bảo tâm, cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Như người xưa có câu, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Cũng như loài tôm kia, khi còn nhỏ chúng kết đôi, nhưng khi trưởng thành, không cách nào theo khe đá nhỏ mà đi ra. Chúng chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không có cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Với chúng, nửa kia của chúng chính là cả thế giới. Bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua. Bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối trong sinh mệnh mỗi người. Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi. Nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Như vậy mới sống được tự nhiên thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ, chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng. Con người thế gian, nếu so đo tính toán quá nhiều, sẽ tạo thành một loại ràng buộc, bị mê lạc. Quá lâu thì sẽ tạo thành một loại gánh nặng. Vì vậy, không cần quá để ý khi có được điều gì, hãy trân quý khi mất đi điều gì. Đừng để ý quá nhiều, quá sâu, sẽ khiến bạn mất đi một nửa hạnh phúc. Xem nhẹ hết thảy sẽ khiến cuộc sống thăng hoa hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có duyên mà không có phận mà không có duyên, đều là một phần trong sinh mệnh. Nó không nên trở thành bước đệm dẫn bạn đến bước đường cùng của cuộc đời. Đừng vì duyên đi mà sinh ra tâm oán thù, lòng oán hận. Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng, điều gì phải đi thì nên buông tay. Như thế mới sống tự do, tự tại được. Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ. Duyên đến, duyên đi như nước chảy. Tâm thái càng mong muốn được may mắn thì càng nên biết đủ. Con người sinh ra vốn đã có thiên tính truy cầu hạnh phúc, nhưng đời người có 10 phần thì tới 8, 9 phần chẳng được như ý, toại nguyện. Tình cảm viên mãn, hà tất đã, tiền bạc đủ đầy, giàu sang hà tất đã, cảm thấy sung sướng. Sung sướng rồi hà tất đã có sức khỏe. Hạnh phúc đến từ một tâm hồn biết đủ, niềm vui đến từ sự giàu có trong tinh thần. Sinh mệnh không phải là cầu danh lợi, càng không phải để kiêu ngạo, khoe khoang. Bởi vì sống như vậy là sống để cho người khác xem. Mỗi ngày đều vui vẻ, sống để bản thân có cơ hội nếm trải và thấu hiểu nhân sinh mới, không uổng phí một kiếp người. Chẳng có giới hạn nào cho sự may mắn của một đời người. Cuộc sống của bạn có tốt hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Bạn nhìn nó tốt thì là nó tốt, bạn nhìn nó xấu thì là nó xấu. Người không biết đủ, cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ là như ý. Chỉ khi bạn biết đủ, bạn mới có thể mở ra cánh cửa may mắn của đời mình. Trên Facebook, có một cô gái đăng bài cảm ơn cuộc sống. Chồng cô là một người cao 1m8,5, đẹp trai, thích tập thể dục, biết làm việc nhà và họ đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Mẹ chồng không những đối xử rất tốt với cô mà còn không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng cô. Cô có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, công việc ổn định, thu nhập cao. Cuộc sống của cô thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế, chồng cô học vẫn không cao, anh kiếm tiền cũng chẳng giỏi bằng cô. Mẹ chồng cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực do di truyền từ gia đình, tính khí rất thất thường. Cha mẹ thì ngày càng già đi, bản thân cô lại chẳng thể ở bên chăm sóc. Cô không biết phải làm sao mới tốt. Tôi rất tán đồng với câu nói của cô ấy, có rất ít thứ trong cuộc sống mà tôi có thể kiểm soát được. Diễn tả và nhìn nhận những gì mình có lẽ là điều duy nhất tôi có thể nắm bắt được. Nghĩ sao về lựa chọn của mình, may mắn hay đen đủi, đều quyết định bởi cách nghĩ của bạn. Nếu là người biết đủ, bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Kinh qua sự đời, bể dâu, bữa cơm hàng ngày của tu sĩ Hoằng Nhất chỉ có vỏn vẹn 1,
8 cơm trắng và một đĩa dưa chua. Bạn ông thấy vậy mà đau lòng, ăn với dưa muối, có mặn quá không? Ông đáp, mặn cũng có cái ngon của mặn. Khi ông uống nước lọc, người bạn hiền cau mày, ông có trà không? Nước lọc nhạt nhẽo quá. Ông lại đáp, nhạt cũng có cái hay của nhạt. Người ta nói rằng cuộc đời của tu sĩ Hoằng Nhất, tuổi trẻ thì tiêu sái, ung dung, trung niên lại có một nghiệp sự thành công, tuổi già thì an vui, hưởng lạc. Cuộc sống của ông là ước muốn của bao người, cũng chính bởi tự biết đủ giúp ông biết khi nào nên theo đuổi, khi nào nên buông tay. Hài lòng với vạn vật sẽ khiến cho tâm hồn của bạn luôn thoải mái, biết đủ là một loại hạnh phúc. Khi con người cảm thấy hạnh phúc thì bất kể là lựa chọn nào, thì họ cũng sẽ luôn gặt hái được những điều may mắn và cảm thấy viên mãn. Mỗi người khi sinh ra đều có vị trí của riêng mình. Sự tự tin của con người không đến từ việc so sánh với người khác mà nằm ở chỗ được là chính mình. Bất cứ khi nào, quý vị thân mến, vui vẻ và hạnh phúc là điều mà ai trong số chúng ta cũng mong muốn có được trong cuộc đời. Có người cho rằng tiền càng nhiều thì địa vị càng cao, đồng thời niềm vui và niềm hạnh phúc càng lớn, mà đâu biết thực chất, chúng chẳng có mối liên hệ gì với nhau cả. Kẻ lang thang vô cùng nghèo khó nhưng vẫn có thể vô cùng vui vẻ. Lão phú ông tuy giàu có nhưng đôi khi chỉ lại có thể nơm nớp lo âu chẳng thể hạnh phúc được. Vậy thì hãy học 8 thói quen sau để bạn có thể ung dung sống một đời hạnh phúc, kể cả khi không có tiền trong tay. 1. Đừng theo dõi người khác. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo sự phát triển của công nghệ Internet và các ứng dụng mạng xã hội ngày càng nhiều. Mọi người có cơ hội tự do trao đổi thông tin, chia sẻ cảm xúc và cuộc sống của mình để tìm hiểu về một người nào đó chỉ cần một cú nhấp chuột. Bạn sẽ có thể tìm được ai cũng có tâm lý hiếu kỳ, luôn muốn xem những sự việc giật gân tò mò với chuyện của người khác. Kỳ thực, điều này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức. Không ít người đều có chung một thói quen xấu, đó là cố gắng xem những việc mà người khác làm, rồi sau đó tự mình khơi dậy cảm giác bản thân kém cỏi. Khi đó, nếu được khuyên, bạn có muốn bỏ theo dõi những người kia không? Sau khi xem thông tin về họ, bạn cảm thấy tự ti, kém cỏi, thì tại sao không tách mình khỏi hoàn cảnh đó? Rất nhiều người đều do dự nghĩ rằng làm như vậy có tốt không? Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi thực hiện bỏ theo dõi những người đó xong, họ đã phát hiện ra rằng việc này quả đúng là thần kỳ. Mới nhận ra rằng, thì ra vì luôn bị kéo theo những thông tin của người khác mà lâu nay trong tâm mới cảm thấy vướng mắc buồn phiền như vậy. Ở đời thường truyền nhau câu nói, trên đời này có 3 việc. Việc của chính mình, tức là những việc mà bản thân ta có thể sắp đặt. Việc của người khác, tức là việc mà người khác gánh vai trò chủ đạo. Việc của ông trời, tức là việc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng ta. Phiền não của con người thường xuất phát từ việc ta quên mất việc của mình, mà đi quản chuyện của người khác và lo lắng chuyện của ông trời. Muốn ung dung tự tại không khó, chỉ cần bớt quản việc người khác và không đi lo chuyện của ông trời nữa là được. Chúng ta thường buồn phiền là do quên mất việc của bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc của người khác và dừng nghĩ đến việc của ông trời. Khi gặp trở ngại, hãy thay đổi góc nhìn. Đừng nghĩ hạnh phúc phải là một thứ gì đó lớn lao, phải kiếm được nhiều tiền, có nhà to xe đẹp. Dù cho bạn sở hữu tất cả những thứ đó, nhưng nếu bạn vẫn không hài lòng, thì liệu bạn có thấy hạnh phúc cuộc sống không? Cuộc sống chỉ có một khía cạnh là vật chất, nhưng song song với đó, còn một thứ quan trọng hơn là tinh thần. Với nhiều người, hạnh phúc từ tinh thần, ở đây là niềm vui, cảm xúc, tình cảm của con người mang lại cho nhau, chứ không phải sinh ra từ vật chất. Rất đơn giản, để có cuộc sống hạnh phúc, cần cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Để làm điều này, bạn phải học cách hài lòng với những gì bạn có, đang và sẽ có. Ở đây, đang và sẽ có là tuy chúng ta hài lòng, nhưng chúng ta sẽ không dừng lại. Chỉ cần hài lòng với điểm xuất phát của mình, đừng bao giờ oán trách cuộc đời rồi đâm ra nản chí. Đường đua cuộc đời, tuy mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nên đích đến của mỗi người cũng là khác nhau. Bạn có thể lấy đích đến của người khác làm đích đến của mình, nhưng điều bạn cần là phải nỗ lực rất nhiều, cộng với một chút may mắn, thì có lẽ bạn sẽ tới được nơi mình muốn. Hoặc bạn có thể nỗ lực vừa phải và đến đích của mình. Vậy làm sao để có thể hài lòng với xuất phát điểm của mình? Đó là bạn phải thay đổi cách nhìn về nó. Bạn sinh ra trong một gia đình bình thường, không khá giả, bạn cảm thấy mình thiếu may mắn. Bạn suy nghĩ giá như mình được sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu bạn đặt mình vào một người khác, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, phải lo từng bữa ăn, thì chắc người đó sẽ rất muốn được như bạn. Thôi, bạn thấy đấy,
thứ mà bạn đang than phiền lại là niềm ao ước của rất nhiều người khác, nên hãy hài lòng với những gì mình đang có. Nếu hạnh phúc là cảm giác khi được thỏa mãn và hưởng thụ, thì ngay trong giây phút này đây, thì bạn cũng đang có bên mình vô số điều kiện để hạnh phúc. Bạn có sức khỏe, có đôi mắt để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, có đôi chân để đi, có đôi tai để có thể lắng nghe những âm thanh vi diệu của cuộc sống, có đôi tay để cầm nắm, lái xe. Đó không phải là những điều kiện để hạnh phúc sao? Hãy thay đổi cách nhìn nhận và nhìn sâu một chút, bạn sẽ cảm thấy mình đang có rất nhiều thứ. Những điều này không quá to tát và hầu như ai cũng có, nhưng vẫn có một số ít người đã mất đi hoặc từ khi sinh ra họ đã không có. Thì bạn sẽ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Cho nên, bạn phải hài lòng với những gì mình đang có và không ngừng nỗ lực để nâng cao bản thân hơn nữa. Dù cho bạn có là một người khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng nếu bạn vẫn còn có thể làm, có thể nỗ lực, thì bạn đừng bao giờ ngừng lại. Hãy thay đổi cách nhìn về khiếm khuyết của bạn, thôi buồn phiền về nó, mà hãy dùng nó làm điểm tựa để vươn lên. Cuộc đời luôn thay đổi, ta luôn phải chạy theo để hòa nhập và không bị tụt lại. Nhưng trước khi nghĩ đến những thay đổi lớn lao như thay đổi bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn, tại sao bạn không thử thay đổi góc nhìn của mình về cuộc sống này trước? Nó sẽ giúp bạn nhận ra một vài điều thú vị mà từ lâu nay mình vẫn chưa nhận ra. Biết đâu được, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng và hạnh phúc hơn đấy. 3. Giữ tâm an định. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám có một đoạn viết: tâm an, mao ốc ổn, tính định, thái căn hương, thế sự tĩnh, phương kiến nhân tình, đạo thủy trường. Nghĩa là một người tâm mà an thì ở nhà tranh cũng ổn, tính mà định thì ăn dễ rau cũng thấy thơm. Việc đời phải yên tĩnh mới thấy rõ tình người, đạm nhạt mới được lâu dài. Một người nếu tâm bất an sẽ vĩnh viễn không có cảm giác ổn định vững vàng. Người mà trong lòng có dục vọng, ham muốn quá mạnh thì vĩnh viễn không thể trải nghiệm được cảm giác nhấm nuốt rau mà vẫn cảm vị được hương vị thơm ngon của cuộc sống. Chỉ người nào có tâm an, tính định mới có thể an yên, vui vẻ với cuộc sống mộc mạc, giản dị, mới có thể hưởng thụ được cái cảm giác hạnh phúc, tiêu sái, thong dong. Niềm vui của con người nếu đến từ sự thỏa mãn dục vọng muốn có được thì khi dục vọng kia được thỏa mãn rồi, ắt dục vọng mới sẽ sinh ra và như thế cuộc sống của người ta chỉ giống như một vòng quay bất tận, không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc thực sự. Kỳ thực, cảm giác thỏa mãn của một người nghèo khi mua được chiếc xe đạp và của một người giàu khi mua được cái ô tô là như nhau. Cảm giác hài lòng của một người nghèo khi ăn một bữa no nề cũng bằng như cảm giác của một người giàu khi ăn cao lương mỹ vị. Xã hội ồn ào, náo nhiệt khiến cảm xúc và tâm thái của con người luôn bị động theo. Người ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cho dù trước mặt người ấy có đủ sơn hào hải vị thì họ cũng không nuốt được, sao còn nói đến cảm nhận hương vị ở đây. Nhiều người dù ở nhà cao cửa rộng vẫn suốt ngày phiền não, buồn rầu. Có không ít người thân ở trong những căn hộ xa hoa mà lại cảm thấy cô đơn, giống như ở trong nhà giam. Căn bản là không thể hưởng thụ cuộc sống an ổn, hạnh phúc. Bởi thế, không ai đánh cắp niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta cả, mà chính là bản thân chúng ta đã tự xua đuổi chúng đi mà thôi. Khi tâm chúng ta tràn ngập lòng tham, oán hận, chán ghét, đấu tranh thì làm sao chúng ta có thể vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc được. Người có nội tâm bất an đã không có tâm cảnh tự tại mà hạnh phúc cũng không có. Một người nếu tâm định như núi, không bị những sự tình nơi trần gian hỗn loạn làm quấy nhiễu, mê hoặc thì đó chắc chắn là người đắc đạo, đại trí tuệ. Người mà trong tâm thấp thỏm lo âu thì sẽ thường thường bị mọi sự tình làm cho mệt mỏi, quấy nhiễu. Một người có nội tâm an tường, khi đối mặt với hết thảy cực khổ của nhân sinh, đều có thể xem nhẹ. Người ấy cũng tự nhiên sống được hạnh phúc, an nhiên. Kết giao với những người đơn giản, cổ nhân có câu, đại đạo chí giản, chí dị. Chân lý đôi khi có thể hiện lộ từ những điều rất giản đơn trong cuộc sống. Người càng suy nghĩ đơn giản, càng mang lại cảm giác chân thành, đáng tin cậy cho người khác và xứng đáng để kết thâm giao. Khi tiếp xúc với những người có suy nghĩ đơn giản trong một khoảng thời gian đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình cũng có thể sống được như thế. Không ghen tuông, không đố kỵ, không toan tính thiệt hơn, sống cởi mở và là chính mình. Từ đó, khám phá ra lòng tốt vốn có ở tất cả mọi người. Vậy nên, gặp được những người đơn giản cũng là một phước lành, và kết bạn được với họ cũng là một ơn huệ của cuộc sống. Những bằng hữu đơn giản thế này thường không có tài hùng biện, không hoa ngôn xảo ngữ, nhưng có thể thông qua hành động mà nói lên sự thật. Thực tế là có nhiều người ăn nói rất hay, nhưng hành động của họ thì cho cảm giác ngược lại.
một người bạn có suy nghĩ đơn giản sẽ chìa tay ra khi chúng ta cần sự trợ giúp. Sau khi giúp xong, người ấy lặng lặng rời đi mà không cần chờ được cảm ơn hoặc khen ngợi. Việc có thể giúp thì quyết chẳng từ nan, việc không thể làm cũng tuyệt đối không hứa suông. Trước mặt chúng ta, sẽ không ra vẻ nảy nọ, cũng không tỏ ra vồn vã thân thiết. Khi làm bạn với loại người này, đừng chờ đợi nhận được những lời có cánh. Tuy nhiên, dù chúng ta xấu đẹp thế nào, họ sẽ luôn lặng lẽ ở bên ta. Khi được lên voi, dương dương đắc ý, nhiều người sẽ đến tâng bốc chúng ta, nhưng người bạn đơn giản kiểu này chỉ đứng nép bên trong. Lúc ta cao hứng, khi chúng ta ngã ngựa, lâm cảnh khốn cùng, mọi người đều tàn đi. Chỉ có người bạn đơn giản kia là nắm lấy tay ta, giúp đỡ ta, nâng đỡ ta, dìu ta từng bước vực dậy từ thất bại. Một người bạn suy nghĩ đơn giản, dù chúng ta xấu tệ thế nào, cũng không bị người ấy chán ghét. Người ấy sẽ đối xử với chúng ta bằng một trái tim đơn giản, trước sau như một. Ngay cả khi không thường xuyên liên lạc, thì trong tâm người ấy vẫn có ta. Khi cả hai gặp mặt, thì những gì nói ra cũng đều là những lời chân thật từ tận đáy lòng. Tính cách của người suy nghĩ đơn giản thường đáng tin cậy và vững chãi. Vào thời điểm quan trọng nhất, ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tình bạn của họ. Họ thường không nhất thiết là người thông minh, có thể dễ bị người khác lừa và luôn chịu thiệt trong các hoàn cảnh. Nhưng người bạn như vậy thật sự đáng trân trọng. Vì tâm trí đơn giản, họ thường tốt bụng và thân thiện với mọi người. Không có suy nghĩ phức tạp nên cũng dễ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, không phải đề phòng và trở nên hòa ái hơn. Với người bạn như thế, chúng ta cũng không cần đối phó, tính toán, mưu mô, không cần cạnh tranh và dễ cảm thấy yên bình hơn. Nhiều người thời nay sắc sảo quá, lúc nào cũng suy tính sao được lợi cho mình và luôn tranh đấu để được lợi nhiều hơn. Người đơn giản không như thế, họ thường nghĩ cho người khác trước và không ngần ngại khi bản thân bị thua thiệt. Những người thông minh, khôn khéo quá thường coi tình bạn như chuyện kinh doanh, xây dựng mối quan hệ để lợi dụng lẫn nhau. Còn những người đơn giản thì coi tình bạn như là báu vật. Càng lặn lội trong thùng thuốc nhuộm xã hội, chúng ta càng gặp nhiều người sắc sảo, tình khôn, tâm cơ thâm sâu, khó lường. Vậy nên, ông bà ta thường nói, dò sông, dò biển dễ, dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Khi họ nói chuyện thì không để lộ sơ hở, bên trong nghĩ khác, bên ngoài nói khác. Cái gì cũng giấu, giấu, giếm, giếm, che, che, đậy, đậy. Những người kiểu này thường tỏ ra thân mật, gần gũi, nhưng cái tâm của họ thì ở rất xa. Khi xảy ra việc bất ổn thì họ, người giả điếc, người giả câm, người không hỏi tới và người không nói gì. Vậy nên, người càng đơn giản, càng xứng với tình bạn sâu sắc, càng có duyên và càng dễ được quý mến. Cầu mong mỗi người trong đời có thể tìm được ít nhất một tình bạn thâm giao như thế. Và mong hơn nữa, nếu mỗi người có thể trở thành một người bạn đơn giản với người khác như vậy, thế giới này sẽ còn có hy vọng. 5. Đừng truy cầu sự khen ngợi của người khác. Con người thường mắc một sai lầm chung, đó là sống dựa vào đánh giá của người khác. Nhưng có một nghịch lý là đối với họ, bạn lại không quan trọng như bạn nghĩ. Có thể đôi lời khen chê của họ làm bạn bận tâm suốt một tuần, thậm chí ám ảnh đến vài tháng, nhiều năm. Ấy vậy mà, khoảnh khắc quan trọng ấy của bạn, trong mắt mọi người chỉ là thoáng qua chốc lát, rồi họ lại quay về với cuộc sống riêng, với vô số mối quan tâm riêng. Lấy ví dụ về scandal của những người nổi tiếng chẳng hạn, chuyện thường thấy là khi xảy ra scandal, với sao càng hot, càng có nhiều người bình phẩm. Thử nghĩ xem, giả sử bạn là một người tham gia bình phẩm, thì chuyện về ngôi sao đó chiếm bao lâu thời gian trong tâm trí của chính bạn? Nó có quan trọng với bạn không? Hay chỉ là nói xong rồi quên, và quan tâm đến vô số những sự thật làm bạn bận tâm trong cuộc sống của mình? Với người nổi tiếng đã vậy, thì với chính bạn, liệu vấn đề, câu chuyện của bạn có đủ đặc sắc, hấp dẫn để lưu lại trong tâm trí người khác đến đây chắc bạn đã có câu trả lời. Ngày hôm nay, bạn mặc một bộ đồ rất hợp gu với số đông, nhiều người khen bạn. Nếu bạn vui thì được khen, thế thì khi bị chê vì mặc xấu, bạn có buồn? Đừng như vậy, bạn không cần một niềm tin vui mong manh quá dễ tan biến đến thế trong cuộc đời. Thứ niềm vui phụ thuộc vào người khác, hãy đi tìm một nguồn vui lâu bền hơn, ít bị phụ thuộc vào bên ngoài hơn. Đó là niềm vui thực chất từ bên trong nội tâm của chính bạn. Đừng chọn cho mình một cách sống quá khó khăn để mang đến hạnh phúc cho người khác. Trước tiên, bạn phải có hạnh phúc cho riêng mình. Như một cốc nước đầy, chỉ người có sẵn hạnh phúc mới có thể san sẻ hạnh phúc cho thế gian. Xét cho cùng, mọi điều chúng ta làm, phần lớn ở sâu thẳm bên trong, đều là vì chính mình. Ngay cả những việc có vẻ như làm vì người khác, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình,
vân vân, suy cho cùng cũng là để ta có một chỗ dựa, để ta cảm thấy an tâm. Và bởi vì mọi việc chúng ta làm thực chất đều vì chính mình được hạnh phúc, nên hãy cứ làm mọi điều mình thực sự muốn làm, chỉ cần điều đó không gây hại cho ai. Như lời của Địa Đức Haimin đã viết trong cuốn sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã, vì bản thân ta phải hạnh phúc trước thì mới thấy thế gian này hạnh phúc. Và phải như thế, ta mới có thể làm cho thế gian hạnh phúc hơn nữa. Tất cả chúng ta với cuộc sống này, đừng chọn cho mình một cách sống quá khó khăn. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc jazz ngẫu hứng, không có giai điệu nào được định sẵn. Bản thân chúng ta không thể điều khiển được những thay đổi trong cuộc sống. Trong mỗi tình huống xảy ra, ta phải tìm ra phong cách của mình và viết ra bản nhạc của chính mình. Trong cuộc sống, có rất nhiều lĩnh vực ta không thể điều khiển được. Đối với con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, ta có thể cầu nguyện cho họ hạnh phúc, quan tâm họ và yêu thương họ. Nhưng hạnh phúc của họ chỉ được quyết định dựa vào ý chí của họ mà thôi. Hãy làm hết những gì bạn có thể và để cho họ tự hành động, tự có trách nhiệm với chính bản thân mình. Con người có thể đánh lừa người khác trong một thời gian ngắn, nhưng rất khó để lừa ai đó trong một thời gian dài. Thời gian sẽ cho chúng ta biết một người nào đó đang nói những lời chân thành hay chỉ nói những lời họ muốn và có thứ họ cần. Kể cả khi bạn đã lừa được những người khác và có thứ mình muốn, nhưng cuối cùng thì sự thật rằng họ đã bị bạn lừa sẽ đi theo bạn và người đó cả đời. Cho dù có là người giàu sang, quyền lực đến như thế nào đi chăng nữa, cho dù có là người được thế gian ca ngợi đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu ta không ham muốn gì, sự phú quý và quyền lực của họ, thì họ cũng chỉ là người bình thường đối với ta. Chỉ khi nào ta cảm thấy ghen tị với những gì họ có, ta sẽ cảm thấy họ vĩ đại, đáng sợ và bắt đầu nịnh bợ họ. Biết bằng lòng, nhiều người thường nói hạnh phúc thật khó, mà đâu biết hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy biết mình còn tồn tại trong cuộc sống này. Trong khi có biết bao con người bất hạnh chỉ mong được có một ngày trọn vẹn, không đau ốm, bệnh tật. Ta có thật nhiều những ngày sống trong mạnh khỏe, thì cớ gì lại để phí hoài vào những mối bận tâm không đáng, hay để mình trở thành kẻ suốt ngày chỉ biết than vãn, kêu ca. Chúng ta hãy tận dụng từng giây, từng phút cuộc đời trao tặng, sống và yêu thương hết mình, hạnh phúc sẽ tự khắc tìm đến với ta thôi. Hay hạnh phúc đơn giản chỉ là khi nhìn những người thân yêu của mình được bình an, khỏe mạnh. Đó là khi ta được nhìn thấy ông bà móm mém ngồi trước cửa nhà, nhai miếng trầu khó khăn mãi mới nói lên tiếng hỏi thăm đứa cháu lâu ngày về thăm quê. Dù tiếng nói đã không còn được rõ ràng như trước, nhưng vẻ mặt đầy sự vui vẻ cùng hành động âu yếm vỗ về cũng đủ khiến ta cảm thấy bình an. Đó là khi mỗi tối, người ngồi ăn bữa cơm nhà với ta vẫn đầy đủ cả bố, cả mẹ. Các thành viên trong gia đình vẫn tản mạn nói những câu chuyện hàng ngày, được thấy bố mẹ vẫn bình yên, khỏe mạnh. Thấy bố vẫn thích xem những bộ phim giả sử yêu thích, mẹ vẫn mê những chương trình ca nhạc vàng. Hạnh phúc khi thấy bố mẹ vẫn tranh luận vui về những chủ đề giản dị trong cuộc sống. Đó là khi ta được thấy vẻ mặt hớn hở và tiếng cười giòn tan của những đứa em, đứa cháu nhỏ. Được thấy sự vui mừng của chúng khi nhận được món quà tặng của mình. Đó là khi ta có một đứa bạn thân mà khi vui buồn gì chỉ cần nói một tiếng là nó có mặt. Hoặc giản đơn hơn, đó là những buổi chiều cuối tuần, tan làm, đằng sau công việc bộn bề, ta vẫn có thời gian để lang thang một mình, tận hưởng thời tiết đẹp của mùa thu Hà Nội. Và hạnh phúc cũng là những thứ đánh mất đi rồi, chúng ta mới cảm thấy nó đáng quý và đáng trân trọng. Hạnh phúc là những điều nuối tiếc muộn màng, và ta có thể cảm nhận được hạnh phúc khi hồi tưởng lại quá khứ, rồi cười khóc một mình, rồi khao khát được trở về, dù chỉ một lần, nhưng bất lực vì không thể làm được. Đến một thời điểm nhất định, khi chúng ta đã đủ trưởng thành, đủ nếm trải cuộc đời, đủ đau thương, đủ vấp ngã, ta chỉ mong muốn có được những điều tưởng chừng như đơn giản mà lại có thể chạm lấy được nữa. Đó, ví dụ như những người thành đạt, khó có thể được bữa cơm gia đình bình dị với vợ con. Hay có người đi xa quê, sau nhiều năm bôn ba công thành, danh toại, đến khi muốn báo hiếu cha mẹ thì đã không kịp nữa, vì lúc ấy cha mẹ họ đã sang thế giới bên kia mất rồi. Quý vị thân mến, đôi lúc không phải ta thực sự bất hạnh, mà do chính ta cường điệu nó lên. Hoặc ta không biết bằng lòng những gì mình có mà luôn so sánh với người khác, và chỉ luôn thấy cái mình không có, chứ không nhớ đến cái mình đang có. Chúng ta khi đang sống mỗi ngày bình yên, thì hãy cảm ơn cha mẹ đã cho mình được có mặt trên thế gian này. Chúng ta hãy cảm ơn những mối quan hệ hiện tại, vì nhờ họ mà ta không cô đơn, lạc lõng giữa đường đời. Hãy trân trọng người tốt với ta, vì họ đã luôn bên cạnh, động viên, cổ vũ, luôn đồng hành khi ta khóc, ta cười. Không hận thù với người không tốt với ta, vì nhờ họ, ta mới có nhiều bài học mới,
trưởng thành hơn. Người ta nói rằng biết hài lòng là hạnh phúc, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu chúng được thực hiện. Chúng ta vẫn thường nghe những bài học hướng dẫn nghệ thuật làm thế nào để bằng lòng với những gì mình có. Nhưng nhìn chung, chúng ta luôn thất bại để vượt qua chính bản thân mình. Bạn không cần phải kiếm tìm sự thỏa mãn từ thế giới bên ngoài, nó nằm ngay bên trong bạn. Hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen được. Ăn món mình thích là một niềm vui. Phát hiện ra nếp nhăn trên khuôn mặt ít đi vài đường cũng là một niềm vui. Đi du lịch đó đây, đắm mình trong cảnh sắc bốn phương lại càng là một niềm vui. Hãy khiến hạnh phúc trở thành một thói quen, niềm vui sẽ thường ở bên bạn. Mặt trời mọc ở trời đông, lặn ở trời tây. Trăng khi tỏ, khi mờ, khi tròn, khi khuyết, ngắm cũng đã quen. Xuân, hạ, thu, đông, ấm, lạnh, vạn vật thế gian đổi rời, nhìn cũng đã tỏ. Nhưng lại rất khó xem nhẹ những bi hoan, ly hợp, ân oán, tình thù tại nhân gian. Vui hay buồn cũng đều là một ngày. Từ tiếng Hà, tất phải phiền muộn để một ngày trôi qua. Hạnh phúc là được, đâu phải để tâm tiền nhiều, tiền ít. Già đi rồi, còn ai để tâm bạn là ăn mày hay phú ông. Vui vẻ là được, đừng toan tính chức lớn, quyền nhỏ. Già đi rồi, ai quan tâm chiếc mũ quan trên đầu bạn cao mấy thước. Hạnh phúc là được, có cơm ăn, được ngủ tròn giấc, có áo mặc, có núi để trèo, có nước uống, có sách mà xem, có việc làm, có đường mà bước, có người bầu bạn là tốt nhất rồi. Khi bạn buồn rầu, hãy mau chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình. Dẫu mỉm cười ngốc nghếch với mình cũng được. Hãy nói với mình rằng, mong bạn luôn hạnh phúc. Khi bạn thấy lòng trống rỗng, hãy mau mau nhắc nhở bản thân, xin hãy để vui vẻ trở thành một thói quen. Ăn bữa cơm ngon, uống ly rượu nồng, đều có thể bù đắp lại sự trống rỗng trong tâm khảm. Già rồi, càng phải học cách điều chỉnh tâm thái để khiến mình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Khi bạn âu sầu, hãy thử nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu tháng ngày mà nghĩ suy mà lo lắng. Nghĩ thấu rồi thì đừng bao giờ tức giận nữa. Khi bạn muộn phiền, hãy nghĩ rằng cuộc đời là một phép trừ, mỗi lần hội ngộ lại bớt một lần gặp gỡ. Vậy có gì đáng lo âu? Chớ quên ân tình của người, đừng nhớ sai sót của người. Không nghĩ chuyện thị phi, không sinh tâm oán hận. Cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những tri thức học không xuể, những chân lý ngộ chẳng thấu. Sẽ luôn có một vài chuyện giàu lòng, vô tình hay cố ý ùa vào trái tim bạn. Tóm lại, trong giấc mộng nhân sinh, chuyện thật lòng thì ít, chuyện chẳng như ý thì nhiều. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, hãy ít làm khó người khác, lại càng không nên làm khó bản thân. Hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen. Hãy để niềm vui tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta từng giây, từng phút sống ở trên đời này. Hạnh phúc hay đau thương là do trí lực quyết định. Giàu có hay nghèo khó quyết định bởi lòng biết ơn và sự mãn nguyện. Vì vậy, đừng trách người khác hay than phiền về số phận. Bạn có thể lựa chọn mình sống trong sung sướng, hạnh phúc hoặc đau đớn của đời mình là do tự bản thân quyết định. Hoàn cảnh thay đổi, hạnh phúc hay đau khổ là tùy thuộc vào tâm trí của bạn. Cuộc sống là của chính bạn, bạn sống như thế nào là do chính bạn quyết định. Không ai có thể giới hạn hạnh phúc của bạn và không ai ngăn cản được bạn đi tìm hạnh phúc. Có một câu nói rằng, đừng hỏi bên ngoài hoặc sinh ra không có chỗ ở. Vì vậy, hạnh phúc là ở trong lòng mỗi người và tự do cũng ở trong lòng của bản thân. Nếu hạnh phúc thì trong tâm phải thật sự hạnh phúc. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng gặp phải những tình huống vô tình làm những việc không như ý muốn. Nhưng ai có thể kiểm soát được trái tim của bạn, suy nghĩ hay tâm trạng của bạn do chính bạn quyết định. Nếu bạn đang ở trong một tình huống xấu, không tốt, khó chịu với bản thân và thế giới xung quanh, nhưng những người khác lại cảm thấy thoải mái, vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thay đổi tâm của mình, thì hoàn cảnh chung quanh bạn cũng thuận lợi theo mà cảm thấy dễ chịu hơn. Một người yêu sách, thà có hàng ngàn cuốn sách còn hơn đổi hàng triệu viên kim cương tương đương. Một học giả thích cuộc sống nông thôn, không quan tâm đến những thứ gì như quan chức cấp cao. Đó là sự lựa chọn hạnh phúc của mỗi người. Nếu điều đơn giản khiến cho họ hạnh phúc, thì dù đánh đổi vật chất cao sang cũng không thể thay đổi tâm của họ được hạnh phúc, được sinh ra từ tự tâm của mỗi người là khác nhau. Cuộc sống bình lặng, trái tim sẽ càng trong sáng. Hạnh phúc là sự bình yên của thể xác và bình yên của tâm hồn. Vẻ đẹp và sức khỏe của cơ thể khỏe mạnh là hạnh phúc thế gian, trong khi sự thanh thản và bình yên của tâm hồn là nơi hạnh phúc của trái tim. Sau đây là câu chuyện đôi giày lớn và nhỏ. Một người bạn từng kể cho tôi nghe câu chuyện đến thăm một người cô. Người cô của anh ấy thường đi những đôi giày lớn hơn chân cô ấy. Người cháu hỏi, giày to và giày nhỏ có giá như nhau,
sao cô không đi mua những chiếc giày vừa chân mình? Nhưng người cô không nói gì. Sau này, người cháu mới biết rằng cô mình không mua giày mới vừa chân để đi mà thường đi lại những đôi giày cũ của chồng mình. Mỗi lần anh ấy kể câu chuyện này, nhiều người sẽ ôm bụng cười. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp không ít người như thế. Nhiều người không ngừng tìm kiếm những thứ lớn lao, nhưng thực chất lại bị lòng tham thôi thúc. Chẳng hạn như mua đôi giày to hơn, nhưng lại quên đi kích cỡ bàn chân của mình thích hợp. Hay thay vì mua những đôi giày đẹp vừa chân, nhưng họ lại cảm thấy những gì mình đang có như vậy là đủ và mãn nguyện rồi, rồi không cần thay đổi vì lãng phí. Trong xã hội hiện nay, với nền kinh tế ngày càng hiện đại hóa và phát triển, con người chạy theo những vật chất xa hoa và tiền bạc. Do đó, có sự phân chia tầng thứ giai cấp trong xã hội ngày nay rất rõ rệt. Người giàu có rồi thì lại luôn muốn tìm cách để giàu thêm. Người nghèo chỉ mong cuộc sống đầy đủ là được. Giàu hay nghèo đều do sự mãn nguyện của con người mà quyết định. Người nghèo biết đủ là hạnh phúc. Người giàu tìm kiếm mãi mà không thấy hạnh phúc. Người nào biết ơn sự sắp đặt của cuộc đời cho mỗi người đều khác nhau mà chấp nhận thì họ mới là người hạnh phúc nhất ở đời. Ai cũng ham muốn được sung sướng và hạnh phúc mà đâu biết rằng vui buồn sướng khổ trên đời chẳng qua chỉ là vay trả mà thôi. Cô bé có một sở thích đặc biệt về những đôi giày. Ở nhà cô có hẳn một cái tủ to tướng chỉ chuyên để cất những đôi giày. Giày của cô đâu phải bình thường, toàn là thương hiệu của các hãng thời trang danh tiếng trên thế giới mà cha mẹ cô phải đặt mua ở mãi tận các trung tâm thời trang lớn. Đôi giày nào cũng có giá không dưới một tháng lương của một viên chức bình thường, cũng có khi cả gia đình họ cùng đi mua sắm giày cho dư nhân những chuyến du lịch hay công tác nước ngoài. Paris, London, Milan, New York đã là chốn đi về quen thuộc của họ. Chiều nay lại có một đôi giày mới được gửi về tòa biệt thự. Cô bé chạy ra tận cổng nhà để nhận hàng, hớn ha hớn hở mở hộp giày ra xem. Nhưng vừa nhìn vào bên trong, cô bé dịu mặt và vứt phịch cái hộp xuống đất. Mẹ, không phải đôi giày này, người mẹ ngạc nhiên. Mẹ đặt đúng mẫu này mà. Dư chạy vào nhà lấy tập cát tờ lóc ra chỉ tay vào một mẫu giày. Con chọn mẫu này cơ mà. Mẫu này làm bằng da chăn, còn đôi kia trông giống hệt nhưng làm từ da bò. Cái tị ở lớp con nó cũng có đôi giày bằng da bò rồi, nên con phải chọn đôi làm bằng da chăn. Nếu con cũng đi đôi giày giống nó thì còn gì là đẳng cấp nữa. Tị là cô bạn học cùng lớp với Dư, cũng thuộc thành phần gia đình rất có điều kiện. Dư chơi chung với tị trong một đám con nhà giàu nhưng rất hay ganh đua vì manh áo tấm quần. Người mẹ xoa dịu, thôi con, dùng tạm để mẹ mua lại cho con đôi bằng da chăn mà. Con có cả tủ giày to rồi mà. Cô bé vùng vằng, thôi đi mẹ, chỉ hai ngày nữa là tị nó cũng có đôi giày bằng da chăn rồi. Giờ mới đặt hàng thì làm sao kịp nữa. Con bắt đền mẹ đấy. Con mà đi đôi này, chúng nó sẽ nhìn con thế nào rồi. Tưởng tượng cảnh đám bạn bĩu môi ngấm ngút chê mình đụng hàng, cô bé nóng mặt cầm đôi giày mới ném vèo ra ngoài đường. Lúc ấy có hai mẹ con đi tới và chứng kiến cảnh ấy. Cô con gái tên là Bất Túc, cùng tuổi với Hữu Dư. Cha mẹ cô đều là công chức nghèo, họ sống tại một ngôi nhà cấp 4 ở cuối phố. Cô bé đi một đôi giày cũ xin lại của người chị ruột. Đã mấy năm nay, cô phải đi giày cũ. Năm nào, mẹ cũng hứa đến Tết sắm cho cô một đôi giày mới, tất nhiên chỉ là hàng nội mà thôi. Thế nhưng, cứ khi Tết đến thì trong nhà lại mọc ra thêm bao nhiêu khoản phải chi tiêu mà đồng lương công chức quèn của cha mẹ cô không thể trang trải nổi. Thế là lại hứa lần sau. Mẹ cô thì hay ốm, lo tiền thuốc cũng đã đủ mệt. Không biết cô bé Bất Túc có để ý hay không, nhưng đôi giày mẹ cô đi cũng đã mòn vẹt. Áo quần bà tuy sạch nhưng cũ kỹ, bạc hết cả màu vải, càng khiến cho dáng vẻ của bà thêm tiều tụy. Thế nhưng, đôi giày mà trong mơ cô cũng chưa được thấy kia đang nằm sờ sờ ngay trước mặt và chủ nhân của nó có vẻ như không cần đến nó nữa. Mắt Bất Túc sáng lên, cô buông tay mẹ ra lao đến nhặt lấy đôi giày. Bất Túc đưa mẹ đôi giày để mẹ trả lại, nhưng bạn ấy vứt đi rồi mà, mẹ bạn ấy chưa hiểu. Thôi con ạ, đó là sức lao động của cha mẹ bạn ấy mà, bạn ấy cần trân trọng. Bất Túc đứng sững sờ, nước mắt vòng quanh rồi. Cô tiếc rẻ, đưa đôi giày cho mẹ trả lại cho Hữu Dư. Nhưng cô đột nhiên nói, mẹ ơi, con ước gì được như bạn Dư? Sao làm con cha mẹ mà khổ thế? Rồi cô bật khóc và cắm đầu cắm cổ chạy về nhà để mặc mẹ cô đứng như trời trồng giữa phố. Toàn bộ câu chuyện của Hữu Dư và Bất Túc được hai bà cháu ở ngôi nhà bên kia đường chứng kiến. Thực ra, họ ở trong lều thì đúng hơn, một chiếc lều rộng chưa đến 10 mét. Cô bé tên là Minh Tâm, cùng tuổi với Hữu Sư và Bất Túc. Cô sinh ra với dị tật bẩm sinh khiến đôi chân méo mó, không thể đi giày được. Thậm chí,
muốn đi đâu cũng phải chống nạn mới đi được. Vì cha mẹ mất sớm nên cô phải ở với bà ngoại. Cô giúp bà bán hàng để có thêm thu nhập. Hai bà cháu rau cháo nuôi nhau qua ngày, nhưng cô bé không có lúc nào buồn cả. Trước đây thì có đấy, nhưng bây giờ thì không. Kể cả khi cô bạn hữu dư nhà đối diện vênh mặt đi qua hai bà cháu mà vờ như không thấy. Hoặc có lúc cô ấy lườm Nguyễn Minh Tâm rồi xì một tiếng rõ to. Dù sao thì bé Minh Tâm cũng vẫn mỉm cười, bán hàng cho khách. Có lúc lại cất tiếng hát nho nhỏ để hát một bài của thiếu nhi. Bà ngoại luôn dạy Minh Tâm rằng, cháu ơi, trên đời này ai cũng có món nợ đời phải trả. Vui buồn sướng khổ chẳng qua là vay trả mà thôi. Cháu đừng so sánh với ai cả, vì cuộc đời này chẳng ai giống ai, lấy gì chung mà so sánh. Hãy tự so sánh với mình của ngày hôm qua. Nếu hôm nay cháu bình tĩnh hơn, nhân hậu hơn, vui vẻ hơn, hiểu biết hơn hôm qua là cháu đã không để một ngày trôi qua vô ích. Cô lại rất ham đọc sách. Dù hai bà cháu chẳng dư dật mấy để mua sách cho cô, nhưng những người hàng xóm quý mến cô bé nghèo tốt nết lại có chí nên họ cho cô mượn sách để đọc. Cô rất thích đọc những chuyện cổ Phật giáo. Cô bảo bà ơi, đôi giày kia thật đẹp. Sao dư lại ném nó đi bà nhỉ? Bạn ấy có cha, có mẹ, có nhiều giày và có đủ mọi thứ. Sao bạn ấy vẫn chưa hài lòng bà nhỉ? Ấy là vì bạn ấy chưa từng biết đến thiếu thốn cháu ạ. Đối với bạn ấy, cuộc đời thật dễ dàng. Thế còn bất túc, bạn ấy cũng thiếu thốn đấy chứ. Vậy bạn ấy muốn đôi giày của dư thì có sai không ạ? Cũng không sai, nhưng đấy vẫn là đôi giày của dư mà bất túc không thể lấy làm như mẹ túc là đúng. Bất túc nói với mẹ như thế là sai rồi. Sao lại có người giàu đến mức mua cả tủ giày đắt tiền mà như không mấy bà nhỉ? Lại có người nghèo đến mức mua mãi không được đôi giày, nhưng dù sao họ vẫn còn có chân để mà đi. Bà ngoại chăm chú nhịn Minh Tâm. Đấy là do đức để lại cháu ạ. Ai sống có đức thì kiếp sau giàu có, đầy đủ. Người khác có muốn lấy thứ gì thuộc về họ cũng chẳng được. Nhưng nếu không dưỡng đức thì sớm muộn lại nghèo khó và gặp nhiều bệnh tật, tai họa. Nếu cháu làm người tốt kiếp này thì kiếp sau cháu sẽ có thể sống trong giàu sang như hữu dư. Hoặc ít ra có đầy đủ bố mẹ như bất túc. Bà ngoại còn định nói gì thêm, nhưng bà kịp thời ngừng lời và không dám nhìn xuống đôi chân Minh Tâm. Cháu sẽ cố gắng sống tốt như bà nói ạ. Hiện giờ, cháu thấy hài lòng mà cháu lại còn có bà nữa nên cháu vui lắm. Đức Phật cũng dạy cháu bao điều hay. Cháu thấy mình đầy đủ rồi, nhưng cháu chẳng muốn kiếp sau giống hai bạn ấy đâu bà ạ. Các bạn ấy vẫn khổ lắm. Bà ngoại ngạc nhiên nhìn Minh Tâm. Ôi, cháu bà lớn thật rồi. Nhân sinh như mộng, đời người giống như vở kịch. Vở kịch diễn dịch về nhân sinh, đời người cũng hệt như giấc mộng. Giấc mộng nhìn rõ đời người như giấc mộng. Những lúc nửa đêm, ta chợt giật mình tỉnh dậy, chúng ta có được cảm ngộ gì đây? Chúng ta nhìn xem, đời người chẳng qua chỉ là nhìn hoa trong sương, nhìn trăng dưới nước. Kẻ ngốc nói mê, ai lại có thể nhìn được rõ ràng, nói được rõ ràng đây? Đời người hệt như vở kịch mà cũng như giấc mộng. Đời người hệt như vở kịch dạy nói về nhân sinh. Đời người tựa như giấc mộng nhìn rõ kiếp người. Đời người như vở kịch, vậy ở trong vở kịch này, chúng ta đang diễn vai gì đây? Chính diện, phản diện, thiện lương, chính nghĩa, hề xấu, bạn là vai diễn nào đây? Đời người như giấc mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chúng ta có được cảm ngộ gì đây? Trong kinh điển có giảng, đời người hệt như ở trong bụi gai. Lòng không động thì thân cũng không động, bởi không động nên không bị tổn thương. Còn như tâm động, con người làm bừa, thân này tổn thương, đau đớn, mình mẩy, thế là nếm đủ mọi điều thống khổ nơi thế gian. Đối diện với phong hoa tuyết nguyệt, tài tử giai nhân, thử hỏi ai có thể không động lòng được đây? Đứng trước tiền của bạc vàng, vinh hoa phú quý, thử ai có thể giữ mình được vững vàng đây? Con người ta có bảy tình, sáu dục, chẳng có khi tàn khi khuyết. Màn trình diễn hồng lâu mộng, người kia vừa xuống thì người này lên. Trong lòng của mỗi người đều có bộ truyện hồng lâu mộng của tự mình. Mỗi khi tấm màn kéo lên, người nào người nấy đều xuân ý giạt rào, thể hiện hết mình trên sàn diễn nhân sinh. Còn khi tấm màn hạ xuống, người mất nhà tan, mỗi người mỗi ngả. Người đời nhìn xem, đời người chẳng qua chỉ như người mù sờ voi. Quả là nhìn ngang thành dài, nghiêng thành bình, cao thấp, gần xa, thấy khác ngay, chẳng rõ. Lư Sơn hình dáng thật, bởi thân đứng ở chính nơi này, nơi chốn phàm trần thế tục này, có mấy người có thể đại triệt đại ngộ đây? Chúng ta không ngừng nắm chặt bàn tay, nhưng lại không thể không thường xuyên buông tay. Những lúc chưa có được thì ăn không ngon, ngủ không yên, nhất quyết muốn có cho bằng được. Đến khi có được rồi thì lại đêm ngày thấp thỏm không yên,
sợ mất đi những gì mình đang sở hữu. Chúng ta không ngừng muốn có được, lại không thể không bị dằn vặt trong nỗi sợ mất đi nó. Với đứa trẻ mới sinh, lúc nào chúng cũng cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Hễ có gió thổi, cỏ lay, hai tay liền cua loạn, oa oa khóc òa lên, bởi vì chúng sợ. Sợ gì đây? Sợ không có bố mẹ ở bên. Lớn lên một chút thì nhận thức được các thứ, những gì có thể ăn, có thể chơi, cả thảy đều muốn túm lấy, lòng tham nổi lên, nắm đầy cả hai tay, còn làm ra bộ muốn có thêm nữa. Nhưng đến tuổi trung niên, những thứ muốn có được càng nhiều. Người ở tuổi trung niên là độ tuổi mệt mỏi, vất vả nhất. Tục ngữ nói, yên ngựa dính chặt trên lưng, chính là giống như con trâu bò đang cày ruộng, chỉ có thể đi về phía trước, không thể lùi lại phía sau. Lúc này, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ. Người già, trẻ nhỏ, một đại gia đình như vậy, mở miệng đều liên quan đến tiền. Hãy cứ điên cuồng lao vào kiếm tiền vậy. Sợ mất đi lúc này cũng là dữ dội nhất. Trước hết là chết vì tuổi già, bố mẹ thân sinh, bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng đều đã có tuổi rồi, không biết rõ ngày nào sẽ ra đi mãi mãi. Sau đó là con cháu mất sớm, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thử hỏi, một chữ buồn, sao diễn tả hết được đây? Tiếp đó, người bạn đời ra đi, một nửa kia buông tay đi trước, trời đất như muốn sụp đổ. Tiền tài được mất trong đó cũng là liên quan đến mạng người. Tiền là tiền, cứu mạng, chi phí bệnh viện thuốc men của người già. Tiền là tiền, sinh mệnh, mỗi ngày ba bữa cơm. Tiền là tương lai của con cái. Nào là học hành, gây dựng sự nghiệp, kết hôn, mua nhà. Không một khoản nào là không cần đến tiền. Tuổi xế chiều, thứ muốn có được nhất hiển nhiên là sức khỏe. Điều khiến ta sợ hãi nhất chính là cái chết. Vì để có được sức khỏe, hễ bệnh nặng, chạy chữa loạn cả lên, những kẻ lang băm lừa lọc bán thuốc giả, nhìn thấy người già nằm ngủ cũng phải bật cười. Thông thường, điều mà trẻ nhỏ thích nhất chính là đón Tết. Nhớ ngày trước, bà ngoại nhà tôi, mỗi lần cứ đến dịp lễ Tết lại bắt đầu thở dài ngao ngán. Cậu, mợ, dì, dượng, bố mẹ thường cười bà, có lúc cũng nói nặng bà một hai câu. Giờ đây, đã đến lúc họ phải thở dài rồi. Chúng ta nhìn xem, đời người chẳng qua chỉ như nhìn hoa trong sương, nhìn trăng trong nước. Kẻ ngốc nói mê, ai lại có thể nói được rõ ràng, cụ thể đây? Bởi chúng ta đều ở trong đó, vậy nên người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo. Ai là người ngoài cuộc đây? Phải chăng chính là thần Phật trăng? Chúng ta ngắm trăng, thấy trăng có khi tròn khi khuyết. Chúng ta nhìn mặt trời chẳng qua như cái khay tròn lớn. Nhìn ngắm các vì sao, thì thấy chúng giống như con mắt không ngừng chớp sáng lung linh. Trong khi đó, mặt trăng thật sự thì sao? Chỉ tròn chứ không khuyết. Mặt trời thật sự thì sao? Lớn đến không cách nào tưởng tượng được. Còn các vì sao thật sự thì càng thần kỳ đến không thể nghĩ bạn. Vạn vật mà chúng ta nhìn thấy, không phải cũng đều như vậy cả sao? Chúng ta chỉ như ếch ngồi đáy giếng, con sâu trong quả táo, một vi sinh vật trong vũ trụ mênh mông. Nhìn ngắm vũ trụ, quan sát đời người cũng như mù thắp đèn vậy. Những gì chúng ta nhìn thấy được, nghe thấy được, suy nghĩ được, cảm nhận được, nói cho cùng chỉ là huyễn tượng từ đầu đến cuối mà thôi. Người số sướng đều có ba chữ T này. Mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn thuận lợi, may mắn là chuyện tốt, nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Theo thời gian, chúng ta sẽ từ từ lột bỏ đi sự non nớt của chính mình. Chúng ta khao khát yêu thương, và rồi khi trưởng thành, chúng ta nhận ra được yêu thương khó đến thế nào. Chúng ta từng cảm thấy tiền quan trọng, và rồi khi trưởng thành, mới biết tiền quan trọng đến nhường nào. Nhưng có những thứ chúng ta luôn xem nhẹ chúng, để rồi bất chợt phát hiện ra, đối với ta, chúng quan trọng và chân quý đến nhường nào. Đó chính là tâm thái. Như Kant đã nói, sướng khổ tại tâm. Cuộc sống luôn thuận lợi, may mắn là chuyện tốt, nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Trong video chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý khán thính giả hãy cùng sách Nói Minh Triết tìm hiểu đôi điều về hạnh phúc. Biết đâu, sau những thứ tìm hiểu được đây, tất cả chúng ta lại đều tìm thấy được hạnh phúc và lối đi trong cuộc sống viên mãn của mình thì sao quý vị nhỉ? Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé! Ba chữ T quyết định hạnh phúc đời người. Một, tiến. Càng thiếu tiền thì lại càng phải lạc quan, tích cực. Có một khái niệm trong tâm lý học được gọi là tư duy trưởng thành. Nhiều người cho rằng thiên tài là do họ tài. Năng thiên bẩm, trời sinh vốn có.
Nhưng những người có tư duy trưởng thành tin rằng thứ gọi là thiên tài đó hoàn toàn có thể có được nhờ vào sự chăm chỉ, nỗ lực. Những người như vậy sẽ càng đạt được cảm giác thành tựu cao hơn. Nói một cách đơn giản, nếu bạn đối mặt với thử thách bằng một thái độ lạc quan, bạn sẽ vượt qua một cách rất thuyết phục. Qua cơn mưa, rồi trời sẽ lại sáng. Ông trời sẽ chẳng phụ người có tâm. Vào năm 43 tuổi, Nhậm Chính Phi mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, và đó cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của ông. Năm đó, ông vừa ly hôn, vợ thất nghiệp, tay trắng, cùng khoản nợ khổng lồ chẳng thể trả. Thậm chí, tiền để thành lập công ty Huawei, ông cũng phải đi vay mượn người khác. Trong thời điểm đen tối là thế, Nhậm Chính Phi vẫn một mực tin rằng Huawei nhất định sẽ thành công. Ông tự tin nói với các đồng nghiệp rằng, trong 20 năm nữa, thị trường truyền thông toàn cầu sẽ chia thành 3 cường quốc và Huawei sẽ là một trong số đó. Ông không phải tự tin một cách mù quáng, mà là ông có một niềm tin mãnh liệt vào thành công. Ông tích cực tham gia vào nghiên cứu, sẵn sàng ăn uống ngủ nghỉ tại công ty cùng với nhân viên. Dưới sự truyền cảm hứng của ông, lòng nhiệt tình đam mê của các nhân viên cũng được khơi dậy. Để có được cơ hội hợp tác, họ sẵn sàng đợi 3 tiếng trước cửa nhà đối tác. Họ có thể ở trong phòng máy cả ngày lẫn đêm để theo sát quá trình thi công của các kỹ sư. Huawei của hiện tại sớm đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc. Doanh thu bán hàng của Huawei trong 3 quý đầu năm nay đã đạt hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Muốn thay đổi nghịch cảnh, vấn đề cốt lõi không phải là tìm đúng thời cơ mà là dù trong lúc khó khăn nhất, chúng ta cũng vẫn luôn giữ được thái độ lạc quan, không ngừng tiến về phía trước. Yêu tiền là bản chất của con người. Thiếu tiền là điều rất hiển nhiên trong cuộc sống. Nhưng những người luôn có ý chí phấn đấu, vươn lên, họ sẽ luôn có động lực để chiến đấu đến cùng. Việc xoay chuyển tình thế chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Có người từng nói, ông trời không phụ lòng ai cả mà chỉ đang tôi luyện chúng ta, dạy những con người bình thường cách thay đổi vận mệnh của họ. Tâm thái điều chỉnh giàu nghèo cũng có thể thay đổi. Hãy dùng sự nhiệt tình để đối mặt với phần đời còn lại, bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Tình càng mong muốn có được tình yêu thì lại càng phải phó mặc cho duyên phận. Nếu bạn muốn biết vận mệnh của mình, chỉ cần nhìn vào tâm mình sẽ rõ. Tình yêu giống như cát chảy trong tay, càng nắm chặt thì lại càng khó giữ. Nhưng ngược lại, những người phó mặc cho duyên phận lại càng dễ gặt hái được hạnh phúc. Kiều Oanh, 34 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Có một người lớn tuổi đã khuyên cô đừng kiếm tìm tình yêu mà hãy cứ an yên chờ nó đến. Vào năm cô 50 tuổi, cuối cùng cô cũng gặp được tri kỷ của đời mình. Cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Vậy tình yêu là gì? Tình yêu không phải say nắng thoáng qua, cũng chẳng phải vá víu tạm bợ cùng sống qua ngày. Tình yêu đến khi ta chọn một người, ta biết chắc mình đã chọn đúng. Chưa gặp người mình yêu, yêu nhầm người là chuyện rất bình thường. Hãy cứ mở lòng ra, chắc chắn rằng đâu đó cũng có người đang chờ đợi bạn. Lan Khuê từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Theo thời gian, những mâu thuẫn trong hôn nhân ngày một nhiều. Đến cuối cùng, vợ chồng Lan Khuê chẳng thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường như hẹn ước. Lan Khuê ra đi một cách dứt khoát. Cô chẳng nói xấu chồng cũ, lấy nửa lời mà dồn toàn bộ tâm huyết vào bóng chuyền. Cô về nước làm huấn luyện viên cho đội tuyển ở quê nhà. Từng bước đưa đội tuyển bóng chuyền nữ sớm đã lụi tàn trở lại với thời vô địch đỉnh cao. Cũng vào lúc này, cô đã gặp chồng mình hiện tại là Công Huy. Anh là giáo sư lịch sử, đồng thời cũng là một người hâm mộ bóng chuyền. Hai người họ từ ngưỡng mộ đến yêu, cuối cùng là tiến tới hôn nhân. Bởi vì cuộc sống của Lan Khuê không được tốt, nên chồng cô thường đỗ cô lên xuống cầu thang. Anh còn dùng đèn chuyên dụng để giúp cô tập vật lý trị liệu. Công Huy đảm đương hầu hết các công việc nhà. Anh còn tự học nấu ăn. Khi ở nhà, anh sẽ hấp bánh và nấu ăn cho Lan Khuê. Khi ở bên anh, Lan Khuê cảm thấy rất bình yên và ấm áp. Một tình yêu đẹp sẽ khiến cho thế giới của bạn trở nên rộng lớn và tươi đẹp hơn. Đừng sợ yêu muộn, duyên phận đôi khi tắc đường nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có bảo tâm. Cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Như người xưa có câu, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Có một loại tôm, khi còn nhỏ, chúng thường kết đôi, chui vào trong khe đá. Hàng đá nhỏ này, đối với chúng, chỉ là một thiên đường. Cho đến khi trưởng thành,
chúng lại không cách nào theo khe đá nhỏ đó mà đi ra. Chúng, ngay từ khi bắt đầu, đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Đối với chúng mà nói, nửa kia của chúng chính là cả thế giới. Bạn phải hiểu, thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua. Bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối trong sinh mệnh mỗi người. Điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi. Nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại, như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi. Con người thế gian, nếu như so đo, tính toán quá nhiều thì sẽ tạo thành một loại ràng buộc. Bị mê lạc quá lâu thì sẽ tạo thành một loại gánh nặng. Vì vậy, không cần quá để ý, khi có được điều gì hãy thật lòng trân quý, khi mất đi điều gì cũng đừng đau khổ, tiếc nuối. Để ý quá nhiều, quá sâu sẽ khiến bạn mất đi một nửa hạnh phúc. Xem nhẹ hết thảy sẽ khiến cuộc sống thăng hoa hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có duyên mà không có phận mà không có duyên, đều là một phần trong sinh mệnh. Nó không nên trở thành bước đệm dẫn bạn đến bức tường cùng của cuộc đời. Đừng vì duyên đi mà sinh ra tâm oán thù, lòng oán hận. Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng, điều gì phải đi thì nên buông tay. Như thế mới sống tự do, tự tại được. Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ. Duyên đến, duyên đi như nước chảy, tâm thái càng mong muốn được may mắn thì càng nên biết đủ. Con người sinh ra vốn đã có thiên tính truy cầu hạnh phúc, nhưng đời người có 10 phần thì tới 8, 9 phần chẳng được như ý, toại nguyện. Tình cảm viên mãn, hà tất đã. Tiền bạc đủ đầy, giàu sang, hà tất đã. Cảm thấy sung sướng rồi, hà tất đã. Có sức khỏe, hạnh phúc đến từ một tâm hồn biết đủ, niềm vui đến từ sự giàu có trong tinh thần. Sinh mệnh không phải là cầu danh lợi, càng không phải để kiêu ngạo, khoe khoang. Bởi vì sống như vậy là sống để cho người khác xem. Mỗi ngày đều vui vẻ, sống để bản thân có cơ hội nếm trải và thấu hiểu nhân sinh mới, không uổng phí một kiếp người. Chẳng có giới hạn nào cho sự may mắn của một đời người. Cuộc sống của bạn có tốt hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Bạn nhìn nó tốt thì là nó tốt, bạn nhìn nó xấu thì là nó xấu. Người không biết đủ, cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ là như ý. Chỉ khi bạn biết đủ, bạn mới có thể mở ra cánh cửa may mắn của đời mình. Trên Facebook, có một cô gái đăng bài cảm ơn cuộc sống. Chồng cô là một người cao 1m8,5, đẹp trai, thích tập thể dục, biết làm việc nhà và họ đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Mẹ chồng không những đối xử rất tốt với cô mà còn không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng cô. Cô có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, công việc ổn định, thu nhập cao. Cuộc sống của cô thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế, chồng cô học vấn không cao, anh kiếm tiền cũng chẳng giỏi bằng cô. Mẹ chồng cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực do di truyền từ gia đình, tính khí rất bẩy thường. Cha mẹ thì ngày càng già đi, bản thân cô lại chẳng thể ở bên chăm sóc. Cô không biết phải làm sao mới tốt. Tôi rất tán đồng với câu nói của cô ấy, có rất ít thứ trong cuộc sống mà tôi có thể kiểm soát được. Diễn tả và nhìn nhận những gì mình có lẽ là điều duy nhất tôi có thể nắm bắt được. Nghĩ sao về lựa chọn của mình, may mắn hay đen đủi đều quyết định bởi cách nghĩ của bạn. Nếu là người biết đủ, bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Kinh qua sự đời bể dâu, bữa cơm hàng ngày của tu sĩ Hoằng Nhất chỉ có vòn vẹn một tám cơm trắng và một đĩa dưa chua. Bạn ông thấy vậy mà đau lòng, ăn với dưa muối có mặn quá không? Ông đáp, mặn cũng có cái ngon của mặn. Khi ông uống nước lọc, người bạn hiền cau mày, ông có trà không? Nước lọc nhạt nhẽo quá. Ông lại đáp, nhạt cũng có cái hay của nhạt. Người ta nói rằng cuộc đời của tu sĩ Hoằng Nhất, tuổi trẻ thì tiêu sái ung dung, trung niên lại có một nghiệp sự thành công, tuổi già thì an vui hưởng lạc. Cuộc sống của ông là ước muốn của bao người, cũng chính bởi tự biết đủ giúp ông biết khi nào nên theo đuổi, khi nào nên buông tay. Hài lòng với vạn vật sẽ khiến cho tâm hồn của bạn luôn thoải mái. Biết đủ là một loại hạnh phúc. Khi con người cảm thấy hạnh phúc thì bất kể là lựa chọn nào, thì họ cũng sẽ luôn gặt hái được những điều may mắn và cảm thấy viên mãn. Mỗi người khi sinh ra đều có vị trí của riêng mình.
Sự tự tin của con người không đến từ việc so sánh với người khác mà nằm ở chỗ được là chính mình. Bất cứ khi nào, quý vị thân mến, vui vẻ và hạnh phúc là điều mà ai trong số chúng ta cũng mong muốn có được trong cuộc đời. Có người cho rằng tiền càng nhiều thì địa vị càng cao, đồng thời niềm vui và niềm hạnh phúc càng lớn, mà đâu biết thực chất chúng chẳng có mối liên hệ gì với nhau cả. Kẻ lang thang vô cùng nghèo khó nhưng vẫn có thể vô cùng vui vẻ. Lão phú ông tuy giàu có nhưng đôi khi chỉ lại có thể nơm nớp lo âu, chẳng thể hạnh phúc được. Vậy thì, hãy học 8 thói quen sau để bạn có thể ung dung sống một đời hạnh phúc, kể cả khi không có tiền trong tay. 1. Đừng theo dõi người khác. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo sự phát triển của công nghệ. Internet phát triển, các ứng dụng mạng xã hội ngày càng nhiều. Mọi người có cơ hội tự do trao đổi thông tin với nhau, chia sẻ cảm xúc và cuộc sống của mình. Để tìm hiểu về một người nào đó, chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn sẽ có thể tìm được. Ai cũng có tâm lý hiếu kỳ, luôn muốn xem những sự việc giật gân, tò mò với chuyện của người khác. Kỳ thực, điều này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức. Không ít người đều có chung một thói quen xấu, đó là cố gắng xem những việc mà người khác làm, rồi sau đó tự mình khơi dậy cảm giác bản thân kém cỏi. Khi đó, nếu được khuyên, bạn có muốn bỏ theo dõi những người kia không? Sau khi xem thông tin về họ, bạn cảm thấy tự ti, kém cỏi, thì tại sao không tách mình khỏi hoàn cảnh đó? Rất nhiều người đều do dự, nghĩ rằng làm như vậy có tốt không? Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi thực hiện bỏ theo dõi những người đó xong, họ đã phát hiện ra việc này quả đúng là thần kỳ. Mới nhận thấy rằng, thì ra vì luôn bị kéo theo những thông tin của người khác mà lâu nay trong tâm mới cảm thấy vướng mắc, buồn phiền như vậy. Ở đời thường, truyền nhau câu nói, trên đời này có 3 việc, việc của chính mình, tức là những việc mà bản thân ta có thể sắp đặt. Việc của người khác, tức là việc mà người khác gánh vai trò chủ đạo. Việc của ông trời, tức là việc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng ta. Phiền não của con người thường xuất phát từ việc ta quên mất việc của mình mà đi quản chuyện của người khác và lo lắng chuyện của ông trời. Muốn ung dung tự tại không khó, chỉ cần bớt quản việc người khác và không đi lo chuyện của ông trời nữa là được. Chúng ta thường buồn phiền là do quên mất việc của bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc của người khác và dừng nghĩ đến việc của ông trời hay khi gặp trở ngại, hãy thay đổi góc nhìn. Bạn đừng nghĩ hạnh phúc phải là một thứ gì đó lớn lao, phải kiếm được nhiều tiền, có nhà to, xe đẹp. Dù cho bạn sở hữu tất cả những thứ đó, nhưng nếu bạn vẫn không hài lòng, thì liệu bạn có thấy hạnh phúc? Cuộc sống không chỉ có một khía cạnh là vật chất, mà song song với đó, còn một thứ quan trọng hơn là tinh thần. Và với nhiều người, hạnh phúc từ tinh thần ở đây là những niềm vui, cảm xúc, tình cảm của con người mang lại cho nhau, chứ không phải sinh ra từ vật chất. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra một cuộc sống hạnh phúc thật sự phải là cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Vậy để làm sao để cân bằng đó là bạn phải học cách hài lòng với những gì bạn đang và sẽ có. Tôi nói đang và sẽ có ở đây là tuy chúng ta hài lòng, nhưng chúng ta sẽ không dừng lại. Chỉ là cần phải hài lòng với điểm xuất phát của mình, đừng bao giờ oán trách cuộc đời rồi đâm ra nản chí. Đường đua cuộc đời, tuy mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nên theo đó, đích đến của mỗi người cũng là khác nhau. Bạn có thể lấy đích đến của người khác làm đích đến của mình, nhưng điều bạn cần là phải nỗ lực rất nhiều, cộng với một chút may mắn, thì có lẽ bạn sẽ tới được nơi mình muốn. Hoặc bạn có thể nỗ lực vừa phải và đến đích của mình. Vậy làm sao để có thể hài lòng với xuất phát điểm của mình? Đó là bạn phải thay đổi cách nhìn về nó. Bạn sinh ra trong một gia đình bình thường, không khá giả, bạn cảm thấy mình thiếu may mắn. Bạn suy nghĩ, giá như mình được sinh ra trong một gia đình giàu có, thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu bạn đặt mình vào một người khác, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, đến phải lo từng bữa ăn, thì chắc người đó sẽ rất muốn được như bạn thôi. Bạn thấy đấy, thứ mà bạn đang than phiền lại là niềm ao ước của rất nhiều người khác. Nên hãy hài lòng với những gì mình đang có. Nếu hạnh phúc là cảm giác khi được thỏa mãn và hưởng thụ, thì ngay trong giây phút này đây, thì bạn cũng đang có bên mình vô số điều kiện để hạnh phúc. Bạn có sức khỏe, có đôi mắt để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, có đôi chân để đi, có đôi tai để có thể lắng nghe những âm thanh vi diệu của cuộc sống, có đôi tay để cầm nắm, lái xe. Đó không phải là những điều kiện để hạnh phúc sao? Hãy thay đổi cách nhìn nhận và nhìn sâu một chút, bạn sẽ cảm thấy mình đang có rất nhiều thứ. Những điều này không quá to tát và hầu như ai cũng có, nhưng vẫn có một số ít người đã mất đi hoặc từ khi sinh ra, họ đã không có,
thì bạn sẽ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Cho nên, bạn phải hài lòng với những gì mình đang có và không ngừng nỗ lực để nâng cao bản thân hơn nữa. Dù cho bạn có là một người khiếm khuyết trên cơ thể, nhưng nếu bạn vẫn còn có thể làm, có thể nỗ lực, thì bạn đừng bao giờ ngừng lại. Hãy thay đổi cách nhìn về khiếm khuyết của bạn, thôi buồn phiền về nó, mà hãy dùng nó làm điểm tựa để vươn lên. Cuộc đời luôn thay đổi, ta luôn phải chạy theo để hòa nhập và không bị tụt lại. Nhưng trước khi nghĩ đến những thay đổi lớn lao, như thay đổi bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn, tại sao bạn không thử thay đổi góc nhìn của mình về cuộc sống này trước? Nó sẽ giúp bạn nhận ra một vài điều thú vị mà từ lâu nay mình vẫn chưa nhận ra. Biết đâu được, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng và hạnh phúc hơn đấy. 3. Giữ tâm an định. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám có một đoạn viết: tâm an, mao ốc ổn, tính định, thái căn hương, thế sự tĩnh, phương kiến nhân tình đạm thủy trường. Nghĩa là một người tâm mà an thì ở nhà tranh cũng ổn, tính mà định thì ăn dễ rau cũng thấy thơm. Việc đời phải yên tĩnh mới thấy rõ tình người, đạm nhạt mới được lâu dài. Một người nếu tâm bất an sẽ vĩnh viễn không có cảm giác ổn định vững vàng. Người mà trong lòng có dục vọng, ham muốn quá mạnh thì vĩnh viễn không thể trải nghiệm được cảm giác nhấm nuốt rau mà vẫn cảm vị được hương vị thơm ngon của cuộc sống. Chỉ người nào có tâm an, tính định mới có thể an yên, vui vẻ với cuộc sống. Mộc mạc, giản dị mới có thể hưởng thụ được cái cảm giác hạnh phúc, tiêu sái, thong dong. Niềm vui của con người, nếu đến từ sự thỏa mãn dục vọng muốn có được, thì khi dục vọng kia được thỏa mãn rồi, ắt dục vọng mới sẽ sinh ra. Và như thế, cuộc sống của người ta chỉ giống như một vòng quay bất tận, không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc thực sự. Kỳ thực, cảm giác thỏa mãn của một người nghèo khi mua được chiếc xe đạp và của một người giàu khi mua được cái ô tô là như nhau. Cảm giác hài lòng của một người nghèo khi ăn một bữa no nề cũng bằng như cảm giác của một người giàu khi ăn cao lương mỹ vị. Xã hội ồn ào, náo nhiệt khiến cảm xúc và tâm thái của con người luôn bị động theo. Người ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cho dù trước mặt người ấy có đủ sơn hào hải vị thì họ cũng không nuốt được, sao còn nói đến cảm nhận hương vị. Ở đây, nhiều người dù ở nhà cao cửa rộng vẫn suốt ngày phiền não, buồn rầu. Có không ít người thân ở trong những căn hộ xa hoa mà lại cảm thấy cô đơn, giống như ở trong nhà giam. Căn bản là không thể hưởng thụ cuộc sống an ổn, hạnh phúc. Bởi thế, không ai đánh cắp niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta cả, mà chính là bản thân chúng ta đã tự xua đuổi chúng đi mà thôi. Khi tâm chúng ta tràn ngập lòng tham, oán hận, chán ghét, đấu tranh, thì làm sao chúng ta có thể vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc được? Người có nội tâm bất an đã không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Một người, nếu tâm định như núi, không bị những sự tình nơi trần gian hỗn loạn làm quấy nhiễu, mê hoặc, thì đó chắc chắn là người đắc đạo, đại trí tuệ. Người mà trong tâm thấp thỏm, lo âu, thì sẽ thường thường bị mọi sự tình làm cho mệt mỏi, quấy nhiễu. Một người có nội tâm an tường, khi đối mặt với hết thảy cực khổ của nhân sinh, đều có thể xem nhẹ. Người ấy cũng tự nhiên sống được hạnh phúc, an nhiên. 4. Kết giao với những người đơn giản. Cổ nhân có câu, đại đạo chí giản, chí dị. Chân lý đôi khi có thể hiện lộ từ những điều rất giản đơn trong cuộc sống. Người càng suy nghĩ đơn giản, càng mang lại cảm giác chân thành, đáng tin cậy cho người khác và xứng đáng để kết thâm giao. Khi tiếp xúc với những người có suy nghĩ đơn giản trong một khoảng thời gian đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình cũng có thể sống được như thế. Không ghen tuông, không đố kỵ, không toan tính thiệt hơn, sống cởi mở và là chính mình. Từ đó, khám phá ra lòng tốt vốn có ở tất cả mọi người. Vậy nên, gặp được những người đơn giản cũng là một phước lành, và kết bạn được với họ cũng là một ơn huệ của cuộc sống. Những bằng hữu đơn giản thế này thường không có tài hùng biện, không hoa ngôn xảo ngữ, nhưng có thể thông qua hành động mà nói lên sự thật. Thực tế là có nhiều người ăn nói rất hay, nhưng hành động của họ thì cho cảm giác ngược lại. Một người bạn có suy nghĩ đơn giản sẽ chìa tay ra khi chúng ta cần sự trợ giúp. Sau khi giúp xong, người ấy lặng lặng rời đi mà không cần chờ được cảm ơn hoặc khen ngợi. Việc có thể giúp thì quyết chẳng từ, nan việc không thể làm cũng tuyệt đối không hứa suông. Trước mặt chúng ta, sẽ không ra vẻ nảy nọ, cũng không tỏ ra vồn vã thân thiết. Khi làm bạn với loại người này, đừng chờ đợi nhận được những lời có cánh. Tuy nhiên, dù chúng ta xấu đẹp thế nào, họ sẽ luôn lặng lẽ ở bên ta. Khi được lên voi, dương dương đắc ý, nhiều người sẽ đến tâng bốc chúng ta.
Nhưng người bạn đơn giản kiểu này chỉ đứng nép bên trong. Lúc ta cao hứng, khi chúng ta ngã ngựa, lâm cảnh khốn cùng, mọi người đều tàn đi. Chỉ có người bạn đơn giản kia là nắm lấy tay ta, giúp đỡ ta, nâng đỡ ta, dìu ta từng bước vực dậy từ thất bại. Một người bạn suy nghĩ đơn giản, dù chúng ta xấu tệ thế nào, cũng không bị người ấy chán ghét. Người ấy sẽ đối xử với chúng ta bằng một trái tim đơn giản, trước sau như một. Ngay cả khi không thường xuyên liên lạc, thì trong tâm người ấy vẫn có ta. Khi cả hai gặp mặt, thì những gì nói ra cũng đều là những lời chân thật từ tận đáy lòng. Tính cách của người suy nghĩ đơn giản thường đáng tin cậy và vững chãi. Vào thời điểm quan trọng nhất, ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tình bạn của họ. Họ thường không nhất thiết là người thông minh, có thể dễ bị người khác lừa và luôn chịu thiệt trong các hoàn cảnh. Nhưng người bạn như vậy thật sự đáng trân trọng, vì tâm trí đơn giản, họ thường tốt bụng và thân thiện với mọi người. Không có suy nghĩ phức tạp nên cũng dễ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, không phải đề phòng và trở nên hòa ái hơn. Với người bạn như thế, chúng ta cũng không cần đối phó, tính toán, mưu mô, không cần cạnh tranh và dễ cảm thấy yên bình hơn. Nhiều người thời nay sắc sảo quá, lúc nào cũng suy tính sao được lợi cho mình và luôn tranh đấu để được lợi nhiều hơn. Người đơn giản không như thế, họ thường nghĩ cho người khác trước và không ngần ngại khi bản thân bị thua thiệt. Những người thông minh, khôn khéo quá thường coi tình bạn như chuyện kinh doanh, xây dựng mối quan hệ để lợi dụng lẫn nhau. Còn những người đơn giản thì coi tình bạn như là báu vật. Càng lặn lội trong thùng thuốc nhuộm xã hội, chúng ta càng gặp nhiều người sắc sảo, tình khôn, tâm cơ thâm sâu khó lường. Vậy nên, ông bà ta thường nói, dò sông, dò biển dễ, dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Khi họ nói chuyện thì không để lộ sơ hở, bên trong nghĩ khác, bên ngoài nói khác. Cái gì cũng giấu giấu, giếm giếm, che che, đậy đậy. Những người kiểu này thường tỏ ra thân mật, gần gũi, nhưng cái tâm của họ thì ở rất xa. Khi xảy ra việc bất ổn thì họ người giả điếc, người giả câm, người không hỏi tới và người không nói gì. Vậy nên, người càng đơn giản, càng xứng với tình bạn sâu sắc, càng có duyên và càng dễ được quý mến. Cầu mong mỗi người trong đời có thể tìm được ít nhất một tình bạn thâm giao như thế. Và mong hơn nữa, nếu mỗi người có thể trở thành một người bạn đơn giản với người khác, như vậy thế giới này sẽ còn có hy vọng. 5. Đừng truy cầu sự khen ngợi của người khác. Con người thường mắc một sai lầm chung, đó là sống dựa vào đánh giá của người khác. Nhưng có một nghịch lý là, đối với họ, bạn lại không quan trọng như bạn nghĩ. Có thể, đôi lời khen chê của họ làm bạn bận tâm suốt một tuần, thậm chí ám ảnh đến vài tháng, nhiều năm. Ấy vậy mà, khoảnh khắc quan trọng ấy của bạn, trong mắt mọi người chỉ là thoáng qua chốc lát, rồi họ lại quay về với cuộc sống riêng, với vô số mối quan tâm riêng. Lấy ví dụ về scandal của những người nổi tiếng chẳng hạn, chuyện thường thấy là khi xảy ra scandal, với sao càng hot, càng có nhiều người bình phẩm. Thử nghĩ xem, giả sử bạn là một người tham gia bình phẩm, thì chuyện về ngôi sao đó chiếm bao lâu thời gian trong tâm trí của chính bạn? Nó có quan trọng với bạn không? Hay chỉ là nói xong rồi quên và quan tâm đến vô số những sự thật làm bạn bận tâm trong cuộc sống của mình? Với người nổi tiếng đã vậy, thì với chính bạn, liệu vấn đề, câu chuyện của bạn có đủ đặc sắc, hấp dẫn để lưu lại trong tâm trí người khác? Đến đây, chắc bạn đã có câu trả lời. Ngày hôm nay, bạn mặc một bộ đồ rất hợp gu với số đông, nhiều người khen bạn. Nếu bạn vui, thì được khen, thế thì khi bị chê vì mặc xấu, bạn có buồn. Đừng như vậy, bạn không cần một niềm tin vui mong manh quá dễ tan biến đến thế. Trong cuộc đời, thứ niềm vui phụ thuộc vào người khác, hãy đi tìm một nguồn vui lâu bền hơn, ít bị phụ thuộc vào bên ngoài hơn. Đó là niềm vui thực chất từ bên trong, nội tâm của chính bạn. 6. Đừng chọn cho mình một cách sống quá khó khăn để mang đến hạnh phúc cho người khác. Trước tiên, bạn phải có hạnh phúc cho riêng mình. Như một cốc nước đầy, chỉ người có sẵn hạnh phúc mới có thể san sẻ hạnh phúc cho thế gian. Xét cho cùng, mọi điều chúng ta làm, phần lớn ở sâu thẳm bên trong, đều là vì chính mình. Ngay cả những việc có vẻ như làm vì người khác, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, vân vân, suy cho cùng cũng là để ta có một chỗ dựa, để ta cảm thấy an tâm. Và bởi vì mọi việc chúng ta làm, thực chất đều vì chính mình, được hạnh phúc, nên hãy cứ làm mọi điều mình thực sự muốn làm. Chỉ cần điều đó không gây hại cho ai, như lời của Địa Đức hay Min đã viết trong cuốn sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã, vì bản thân ta phải hạnh phúc trước thì mới thấy thế gian này hạnh phúc. Và phải như thế, ta mới có thể làm cho thế gian hạnh phúc hơn nữa. Tất cả chúng ta, với cuộc sống này,
đừng chọn cho mình một cách sống quá khó khăn. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc jazz ngẫu hứng, không có giai địa nào được định sẵn. Bản thân chúng ta không thể điều khiển được những thay đổi trong cuộc sống. Trong mỗi tình huống xảy ra, ta phải tìm ra phong cách của mình và viết ra bản nhạc của chính mình. Trong cuộc sống, có rất nhiều lĩnh vực ta không thể điều khiển được. Đối với con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, ta có thể cầu nguyện cho họ hạnh phúc, quan tâm họ và yêu thương họ. Nhưng hạnh phúc của họ chỉ được quyết định dựa vào ý chí của họ mà thôi. Hãy làm hết những gì bạn có thể và để cho họ tự hành động, tự có trách nhiệm với chính bản thân mình. Con người có thể đánh lừa người khác trong một thời gian ngắn, nhưng rất khó để lừa ai đó trong một thời gian dài. Thời gian sẽ cho chúng ta biết một người nào đó đang nói những lời chân thành hay chỉ nói những lời họ muốn và có thứ họ cần. Kể cả khi bạn đã lừa được những người khác và có thứ mình muốn, nhưng cuối cùng thì sự thật rằng họ đã bị bạn lừa sẽ đi theo bạn và người đó cả đời. Cho dù có là người giàu sang, quyền lực đến như thế nào đi chăng nữa, cho dù có là người được thế gian ca ngợi đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu ta không ham muốn gì, sự phú quý và quyền lực của họ, thì họ cũng chỉ là người bình thường đối với ta. Chỉ khi nào ta cảm thấy ghen tị với những gì họ có, ta sẽ cảm thấy họ vĩ đại, đáng sợ và bắt đầu nịnh bợ họ. 7. Biết bằng lòng. Nhiều người thường nói, hạnh phúc thật khó, mà đâu biết, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy, biết mình còn tồn tại trong cuộc sống này. Trong khi có biết bao con người bất hạnh chỉ mong được có một ngày trọn vẹn, không đau ốm, bệnh tật. Ta có thật nhiều những ngày sống trong mạnh khỏe, thì cớ gì lại để phí hoài vào những mối bận tâm không đáng, hay để mình trở thành kẻ suốt ngày chỉ biết than vãn, kêu ca. Chúng ta hãy tận dụng từng giây, từng phút cuộc đời trao tặng, sống và yêu thương hết mình. Hạnh phúc sẽ tự khắc tìm đến với ta thôi. Hay hạnh phúc đơn giản chỉ là khi nhìn những người thân yêu của mình được bình an, khỏe mạnh. Đó là khi ta được nhìn thấy ông bà móm mém ngồi trước cửa nhà, nhai miếng trầu khó khăn mãi mới nói lên tiếng hỏi thăm đứa cháu lâu ngày về thăm quê. Dù tiếng nói đã không còn được rõ ràng như trước, nhưng vẻ mặt đầy sự vui vẻ cùng hành động âu yếm vỗ về cũng đủ khiến ta cảm thấy bình an. Đó là khi mỗi tối, người ngồi ăn bữa cơm nhà với ta vẫn đầy đủ cả bố, cả mẹ. Các thành viên trong gia đình vẫn tản mạn nói những câu chuyện hàng ngày, được thấy bố mẹ vẫn bình yên, khỏe mạnh. Thấy bố vẫn thích xem những bộ phim giả sử yêu thích, mẹ vẫn mê những chương trình ca nhạc vàng. Hạnh phúc khi thấy bố mẹ vẫn tranh luận vui về những chủ đề giản dị trong cuộc sống. Đó là khi ta được thấy vẻ mặt hớn hở và tiếng cười giòn tan của những đứa em, đứa cháu nhỏ. Được thấy sự vui mừng của chúng khi nhận được món quà tặng của mình. Đó là khi ta có một đứa bạn thân mà khi vui buồn gì, chỉ cần nói một tiếng là nó có mặt. Hoặc giản đơn hơn, đó là những buổi chiều cuối tuần, tan làm, đằng sau công việc bộn bề, ta vẫn có thời gian để lang thang một mình, tận hưởng thời tiết đẹp của mùa thu Hà Nội. Và hạnh phúc cũng là những thứ đánh mất đi rồi, chúng ta mới cảm thấy nó đáng quý và đáng trân trọng. Hạnh phúc là những điều nuối tiếc muộn màng. Và ta có thể cảm nhận được hạnh phúc khi hồi tưởng lại quá khứ, rồi cười, khóc một mình, rồi khao khát được trở về, dù chỉ một lần, nhưng bất lực vì không thể làm được. Đến một thời điểm nhất định, khi chúng ta đã đủ trưởng thành, đủ nếm trải cuộc đời, đủ đau thương, đủ vấp ngã, ta chỉ mong muốn có được những điều tưởng chừng như đơn giản mà lại có thể chạm lấy được nữa. Đó, ví dụ như, những người thành đạt khó có thể được bữa cơm gia đình bình dị với vợ con. Hay có người đi xa quê, sau nhiều năm bôn ba công thành danh toại, đến khi muốn báo hiếu cha mẹ thì đã không kịp nữa, vì lúc ấy cha mẹ họ đã sang thế giới bên kia mất rồi. Quý vị thân mến, đôi lúc không phải ta thực sự bất hạnh, mà do chính ta cường điệu nó lên, hoặc ta không biết bằng lòng những gì mình có, mà luôn so sánh với người khác, và chỉ luôn thấy cái mình không có, chứ không nhớ đến cái mình đang có. Chúng ta, khi đang sống mỗi ngày bình yên, thì hãy cảm ơn cha mẹ đã cho mình được có mặt trên thế gian này. Chúng ta hãy cảm ơn những mối quan hệ hiện tại, vì nhờ họ mà ta không cô đơn, lạc lõng giữa đường đời. Hãy trân trọng người tốt với ta, vì họ đã luôn bên cạnh, động viên, cổ vũ, luôn đồng hành khi ta khóc, ta cười. Không hận thù với người không tốt với ta, vì nhờ họ, ta mới có nhiều bài học mới, trưởng thành hơn. Người ta nói rằng, biết hài lòng là hạnh phúc, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu chúng được thực hiện. Chúng ta vẫn thường nghe những bài học hướng dẫn nghệ thuật làm thế nào để bằng lòng với những gì mình có. Nhưng nhìn chung, chúng ta luôn thất bại để vượt qua chính bản thân mình. Bạn không cần phải kiếm tìm sự thỏa mãn từ thế giới bên ngoài. Nó nằm ngay bên trong bạn,
8. Hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen. Được ăn món mình thích là một niềm vui. Phát hiện ra nếp nhăn trên khuôn mặt ít đi vài đường cũng là một niềm vui. Đi du lịch đó đây, đắm mình trong cảnh sắc bốn phương lại càng là một niềm vui. Hãy khiến hạnh phúc trở thành một thói quen, niềm vui sẽ thường ở bên bạn. Mặt trời mọc ở trời đông, lặn ở trời tây. Trăng khi tỏ, khi mờ, khi tròn, khi khuyết, ngắm cũng đã quen. Xuân, hạ, thu, đông, ấm, lạnh, vạn vật thế gian đổi rời. Nhìn cũng đã tỏ, nhưng lại rất khó xem nhẹ những bi hoan, ly hợp, ân oán, tình thù tại nhân gian. Vui hay buồn, cũng đều là một ngày. 24 tiếng hà, tất phải phiền muộn để một ngày trôi qua. Hạnh phúc là được, đâu phải để tâm tiền nhiều, tiền ít. Già đi rồi, còn ai để tâm bạn là ăn mày hay phú ông, vui vẻ là được. Đừng toan tính chức lớn, quyền nhỏ. Già đi rồi, ai quan tâm chiếc mũ quan trên đầu bạn cao mấy thước. Hạnh phúc là được, có cơm ăn, được ngủ tròn giấc, có áo mặc, có núi để trèo, có nước uống, có sách mà xem, có việc làm, có đường mà bước, có người bầu bạn là tốt nhất rồi. Khi bạn buồn rầu, hãy mau chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình. Dẫu mỉm cười ngốc nghếch với mình cũng được. Hãy nói với mình rằng, mong bạn luôn hạnh phúc. Khi bạn thấy lòng trống rỗng, hãy mau mau nhắc nhở bản thân, xin hãy để vui vẻ trở thành một thói quen. Ăn bữa cơm ngon, uống ly rượu nồng đều có thể bù đắp lại sự trống rỗng trong tâm khảm. Già rồi, càng phải học cách điều chỉnh tâm thái để khiến mình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Khi bạn âu sầu, hãy thử nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu tháng ngày mà nghĩ suy, mà lo lắng. Nghĩ thấu rồi thì đừng bao giờ tức giận nữa. Khi bạn muộn phiền, hãy nghĩ rằng cuộc đời là một phép trừ. Mỗi lần hội ngộ lại bớt một lần gặp gỡ, vậy có gì đáng lo âu. Chớ quên ân tình của người, đừng nhớ sai sót của người. Không nghĩ chuyện thị phi, không sinh tâm oán hận. Cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những tri thức học không xuể, những chân lý ngộ chẳng thấu. Sẽ luôn có một vài chuyện giàu lòng, vô tình hay cố ý ùa vào trái tim bạn. Tóm lại, trong giấc mộng nhân sinh, chuyện thật lòng thì ít, chuyện chẳng như ý thì nhiều. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, hãy ít làm khó người khác, lại càng không nên làm khó bản thân. Hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen. Hãy để niềm vui tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta từng giây, từng phút. Sống ở trên đời này, hạnh phúc hay đau thương là do trí lực quyết định. Giàu có hay nghèo khó quyết định bởi lòng biết ơn và sự mãn nguyện. Vì vậy, đừng trách người khác hay than phiền về số phận. Bạn có thể lựa chọn mình sống trong sung sướng, hạnh phúc hoặc đau đớn của đời mình là do tự bản thân quyết định. Hoàn cảnh thay đổi, hạnh phúc hay đau khổ là tùy thuộc vào tâm trí của bạn. Cuộc sống là của chính bạn, bạn sống như thế nào là do chính bạn quyết định. Không ai có thể giới hạn hạnh phúc của bạn và không ai ngăn cản được bạn đi tìm hạnh phúc. Có một câu nói rằng, đừng hỏi bên ngoài hoặc sinh ra không có chỗ ở. Vì vậy, hạnh phúc là ở trong lòng mỗi người và tự do cũng ở trong lòng của bản thân. Nếu hạnh phúc, thì trong tâm phải thật sự hạnh phúc. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng gặp phải những tình huống vô tình làm những việc không như ý muốn. Nhưng ai có thể kiểm soát được trái tim của bạn, suy nghĩ hay tâm trạng của bạn do chính bạn quyết định. Nếu bạn đang ở trong một tình huống xấu, không tốt, khó chịu với bản thân và thế giới xung quanh, nhưng những người khác lại cảm thấy thoải mái, vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thay đổi tâm của mình, thì hoàn cảnh xung quanh bạn cũng thuận lợi theo mà cảm thấy dễ chịu hơn. Một người yêu sách, thà có hàng ngàn cuốn sách còn hơn đổi hàng triệu viên kim cương tương đương. Một học giả thích cuộc sống nông thôn, không quan tâm đến những thứ gì như quan chức cấp cao. Đó là sự lựa chọn hạnh phúc của mỗi người. Nếu điều đơn giản khiến cho họ hạnh phúc, thì dù đánh đổi vật chất cao sang cũng không thể thay đổi tâm của họ được. Hạnh phúc được sinh ra từ tự tâm của mỗi người là khác nhau. Cuộc sống bình lặng, trái tim sẽ càng trong sáng. Hạnh phúc là sự bình yên của thể xác và bình yên của tâm hồn. Vẻ đẹp và sức khỏe của cơ thể khỏe mạnh là hạnh phúc thế gian, trong khi sự thanh thản và bình yên của tâm hồn là nơi hạnh phúc của trái tim. Sau đây là câu chuyện đôi giày lớn và nhỏ. Một người bạn từng kể cho tôi nghe câu chuyện đến thăm một người cô. Người cô của anh ấy thường đi những đôi giày lớn hơn chân cô ấy. Người cháu hỏi, giày to và giày nhỏ có giá như nhau, sao cô không đi mua những chiếc giày vừa chân mình? Nhưng người cô không nói gì. Sau này, người cháu mới biết rằng cô mình không mua giày mới vừa chân để đi, mà thường đi lại những đôi giày cũ của chồng mình. Mỗi lần anh ấy kể câu chuyện này,
nhiều người sẽ ôm bụng cười. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp không ít người như thế. Nhiều người không ngừng tìm kiếm những thứ lớn lao, nhưng thực chất lại bị lòng tham thôi thúc. Chẳng hạn như mua đôi giày to hơn, nhưng lại quên đi kích cỡ bàn chân của mình thích hợp. Hay thay vì mua những đôi giày đẹp vừa chân, nhưng họ lại cảm thấy những gì mình đang có như vậy là đủ và mãn nguyện rồi, rồi không cần thay đổi vì lãng phí. Trong xã hội hiện nay, với nền kinh tế ngày càng hiện đại hóa và phát triển, con người chạy theo những vật chất xa hoa và tiền bạc. Do đó, có sự phân chia tầng thứ giai cấp trong xã hội ngày nay rất rõ rệt. Người giàu có rồi thì lại luôn muốn tìm cách để giàu thêm. Người nghèo chỉ mong cuộc sống đầy đủ là được. Giàu hay nghèo đều do sự mãn nguyện của con người mà quyết định. Người nghèo biết đủ là hạnh phúc. Người giàu tìm kiếm mãi mà không thấy hạnh phúc. Người nào biết ơn sự sắp đặt của cuộc đời cho mỗi người đều khác nhau mà chấp nhận thì họ mới là người hạnh phúc nhất ở đời. Ai cũng ham muốn được sung sướng và hạnh phúc mà đâu biết rằng vui buồn, sướng khổ trên đời chẳng qua chỉ là vay trả mà thôi. Cô bé có một sở thích đặc biệt về những đôi giày. Ở nhà cô có hẳn một cái tủ to tướng chỉ chuyên để cất những đôi giày. Giày của cô đâu phải bình thường, toàn là thương hiệu của các hãng thời trang danh tiếng trên thế giới mà cha mẹ cô phải đặt mua ở mãi tận các trung tâm thời trang lớn. Đôi giày nào cũng có giá không dưới một tháng lương của một viên chức bình thường, cũng có khi cả gia đình họ cùng đi mua sắm giày cho dư nhân những chuyến du lịch hay công tác nước ngoài. Paris, London, Milan, New York đã là chốn đi về quen thuộc của họ. Chiều nay lại có một đôi giày mới được gửi về tòa biệt thự, cô bé chạy ra tận cổng nhà để nhận hàng, hớn hở mở hộp giày ra xem. Nhưng vừa nhìn vào bên trong, cô bé dịu mặt và vứt phịch cái hộp xuống đất. Mẹ, không phải đôi giày này. Người mẹ ngạc nhiên, mẹ đặt đúng mẫu này mà. Dư chạy vào nhà, lấy tập các tờ lóc ra chỉ tay vào một mẫu giày. Con chọn mẫu này cơ mà. Mẫu này làm bằng da chăn, còn đôi kia trông giống hệt nhưng làm từ da bò. Cái tị ở lớp con nó cũng có đôi giày bằng da bò rồi, nên con phải chọn đôi làm bằng da chăn. Nếu con cũng đi đôi giày giống nó thì còn gì là đẳng cấp nữa. Tị là cô bạn học cùng lớp với Dư, cũng thuộc thành phần gia đình rất có điều kiện. Dư chơi chung với tị trong một đám con nhà giàu nhưng rất hay ganh đua vì manh áo, tấm quần. Người mẹ xoa dịu, thôi con, dùng tạm để mẹ mua lại cho con đôi bằng da chăn mà. Con có cả tủ giày to rồi mà. Cô bé vùng vằng, thôi đi mẹ, chỉ hai ngày nữa là tị nó cũng có đôi giày bằng da chăn rồi. Giờ mới đặt hàng thì làm sao kịp nữa, con bắt đền mẹ đấy. Con mà đi đôi này, chúng nó sẽ nhìn con thế nào rồi. Tưởng tượng cảnh đám bạn bĩu môi, ngấm nguyệt chê mình đụng hàng, cô bé nóng mặt, cầm đôi giày mới ném vèo ra ngoài đường. Lúc ấy có hai mẹ con đi tới và chứng kiến cảnh ấy. Cô con gái tên là Bất Túc, cùng tuổi với Hữu Dư. Cha mẹ cô đều là công chức nghèo, họ sống tại một ngôi nhà cấp 4 ở cuối phố. Cô bé đi một đôi giày cũ, xin là của người chị ruột đã mấy năm nay cô phải đi giày cũ. Năm nào mẹ cũng hứa đến Tết sắm cho cô một đôi giày mới, tất nhiên chỉ là hàng nội mà thôi. Thế nhưng cứ khi Tết đến thì trong nhà lại mọc ra thêm bao nhiêu khoản phải chi tiêu mà đồng lương công chức quèn của cha mẹ cô không thể trang trải nổi. Thế là lại hứa lần sau. Mẹ cô thì hay ốm, lo tiền thuốc cũng đã đủ mệt. Không biết cô bé Bất Túc có để ý hay không, nhưng đôi giày mẹ cô đi cũng đã mòn vẹt. Áo quần bà tuy sạch nhưng cũ kỹ, bạc hết cả màu vải, càng khiến cho dáng vẻ của bà thêm tiều tụy. Thế nhưng đôi giày mà trong mơ cô cũng chưa được thấy kia, đang nằm sờ sờ ngay trước mặt và chủ nhân của nó có vẻ như không cần đến nó nữa. Mắt Bất Túc sáng lên, cô buông tay mẹ ra, lao đến nhặt lấy đôi giày. Bất Túc đưa mẹ đôi giày để mẹ trả lại, nhưng bạn ấy vứt đi rồi mà, mẹ bạn ấy chưa hiểu thôi con ạ. Đó là sức lao động của cha mẹ bạn ấy mà, bạn ấy cần trân trọng. Bất Túc đứng sững sờ, nước mắt vòng quanh rồi. Cô tiếc rẻ đưa đôi giày cho mẹ trả lại cho Hữu Dư. Nhưng cô đột nhiên nói, mẹ ơi, con ước gì được như bạn Dư? Sao làm con cha mẹ mà khổ thế? Rồi cô bật khóc và cắm đầu cắm cổ chạy về nhà để mặc mẹ cô đứng như trời trồng giữa phố. Toàn bộ câu chuyện của Hữu Dư và Bất Túc được hai bà cháu ở ngôi nhà bên kia đường chứng kiến. Thực ra họ ở trong lều thì đúng hơn, một chiếc lều rộng chưa đến 10 mét. Cô bé tên là Minh Tâm, cùng tuổi với Hữu Sư và Bất Túc. Cô sinh ra với dị tật bẩm sinh khiến đôi chân méo mó, không thể đi giày được, thậm chí muốn đi đâu cũng phải chống nạn mới đi được. Vì cha mẹ mất sớm nên cô phải ở với bà ngoại. Cô giúp bà bán hàng để có thêm thu nhập, hai bà cháu rau cháo nuôi nhau qua ngày.
Nhưng cô bé không có lúc nào buồn cả. Trước đây thì có đấy, nhưng bây giờ thì không. Kể cả khi cô bạn hữu dư nhà đối diện vênh mặt đi qua hai bà cháu mà vờ như không thấy, hoặc có lúc cô ấy lườm Nguyễn Minh Tâm rồi xì một tiếng gió to. Dù sao thì bé Minh Tâm cũng vẫn mỉm cười, bán hàng cho khách. Có lúc lại cất tiếng hát nho nhỏ để hát một bài của thiếu nhi. Bà ngoại luôn dạy Minh Tâm rằng, cháu ơi, trên đời này ai cũng có món nợ đời phải trả. Vui buồn, sướng khổ chẳng qua là vay trả mà thôi. Cháu đừng so sánh với ai cả, vì cuộc đời này chẳng ai giống ai, lấy gì chung mà so sánh. Hãy tự so sánh với mình của ngày hôm qua. Nếu hôm nay cháu bình tĩnh hơn, nhân hậu hơn, vui vẻ hơn, hiểu biết hơn hôm qua, là cháu đã không để một ngày trôi qua vô ích. Cô lại rất ham đọc sách. Dù hai bà cháu chẳng dư dật mấy để mua sách cho cô, nhưng những người hàng xóm quý mến cô bé nghèo, tốt nết lại có chí nên họ cho cô mượn sách để đọc. Cô rất thích đọc những chuyện cổ Phật giáo. Cô bảo bà ơi, đôi giày kia thật đẹp, sao dư lại ném nó đi bà nhỉ? Bạn ấy có cha, có mẹ, có nhiều giày và có đủ mọi thứ, sao bạn ấy vẫn chưa hài lòng bà nhỉ? Ấy là vì bạn ấy chưa từng biết đến thiếu thốn cháu ạ. Đối với bạn ấy, cuộc đời thật dễ dàng. Thế còn bất túc, bạn ấy cũng thiếu thốn đấy chứ. Vậy bạn ấy muốn đôi giày của dư thì có sai không ạ? Cũng không sai, nhưng đấy vẫn là đôi giày của dư mà bất túc không thể lấy làm như mẹ. Túc là đúng, bất túc nói với mẹ như thế là sai rồi. Sao lại có người giàu đến mức mua cả tủ giày đắt tiền mà như không mấy bà nhỉ? Lại có người nghèo đến mức mua mãi không được đôi giày, nhưng dù sao họ vẫn còn có chân để mà đi. Bà ngoại chăm chú nhịn, Minh Tâm, đấy là do đức để lại cháu ạ. Ai sống có đức thì kiếp sau giàu có, đầy đủ. Người khác có muốn lấy thứ gì thuộc về họ cũng chẳng được. Nhưng nếu không dưỡng đức thì sớm muộn lại nghèo khó và gặp nhiều bệnh tật, tai họa. Nếu cháu là người tốt kiếp này thì kiếp sau cháu sẽ có thể sống trong giàu sang như hữu dư, hoặc ít ra có đầy đủ bố mẹ như bất túc. Bà ngoại còn định nói gì thêm, nhưng bà kịp thời ngừng lời và không dám nhìn xuống đôi chân Minh Tâm. Cháu sẽ cố gắng sống tốt như bà nói ạ. Hiện giờ cháu thấy hài lòng mà cháu lại còn có bà nữa nên cháu vui lắm. Đức Phật cũng dạy cháu bao điều hay, cháu thấy mình đầy đủ rồi. Nhưng cháu chẳng muốn kiếp sau giống hai bạn ấy đâu bà ạ, các bạn ấy vẫn khổ lắm. Bà ngoại ngạc nhiên nhìn Minh Tâm, ôi, cháu bà lớn thật rồi. Nhân sinh như mộng, đời người giống như vở kịch. Vở kịch diễn dịch về nhân sinh, đời người cũng hệt như giấc mộng. Giấc mộng nhìn rõ đời người như giấc mộng. Những lúc nửa đêm, ta chợt giật mình tỉnh dậy, chúng ta có được cảm ngộ gì đây? Chúng ta nhìn xem, đời người chẳng qua chỉ là nhìn hoa trong sương, nhìn trăng dưới nước. Kẻ ngốc nói mê, ai lại có thể nhìn được rõ ràng, nói được rõ ràng đây? Đời người hệt như vở kịch mà cũng như giấc mộng. Đời người hệt như vở kịch dài nói về nhân sinh. Đời người tựa như giấc mộng nhìn rõ kiếp người. Đời người như vở kịch, vậy ở trong vở kịch này, chúng ta đang diễn vai gì đây? Chính diện, phản diện, thiện lương, chính nghĩa, hề xấu, bạn là vai diễn nào đây? Đời người như giấc mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chúng ta có được cảm ngộ gì đây? Trong kinh điển có dạng, đời người hệt như ở trong bụi gai. Lòng không động thì thân cũng không động, bởi không động nên không bị tổn thương. Còn như tâm động, con người làm bừa, thân này tổn thương, đau đớn, mình mẩy, thế là nếm đủ mọi điều thống khổ nơi thế gian. Đối diện với phong hoa tuyết nguyệt, tài tử giai nhân, thử hỏi ai có thể không động lòng được đây? Đứng trước tiền của bạc vàng, vinh hoa phú quý, thử ai có thể giữ mình được vững vàng đây? Con người ta có bảy tình, sáu dục, chăng có khi tàn, khi khuyết. Màn trình diễn hồng lâu mộng, người kia vừa xuống thì người này lên. Trong lòng của mỗi người đều có bộ truyện hồng lâu mộng của tự mình. Mỗi khi tấm màn kéo lên, người nào người nấy đều xuân ý giạt rào, thể hiện hết mình trên sàn diễn nhân sinh. Còn khi tấm màn hạ xuống, người mất, nhà tan, mỗi người mỗi ngả. Người đời nhìn xem, đời người chẳng qua chỉ như người mù sờ voi. Quả là nhìn ngang thành dài, nghiêng thành đỉnh, cao thấp, gần xa, thấy khác ngay. Chẳng rõ lư sơn hình dáng thật bởi thân đứng ở chính nơi này, nơi chốn phàm trần thế tục này. Có mấy người có thể đại triệt đại ngộ đây? Chúng ta không ngừng nắm chặt bàn tay, nhưng lại không thể không thường xuyên buông tay. Những lúc chưa có được thì ăn không ngon, ngủ không yên, nhất quyết muốn có cho bằng được. Đến khi có được rồi thì lại đêm ngày thấp thỏm không yên, sợ mất đi những gì mình đang sở hữu. Chúng ta không ngừng muốn có được, lại không thể không bị dằn vặt trong nỗi sợ mất đi nó. Với đứa trẻ mới sinh,
lúc nào chúng cũng cảnh giác với động tĩnh xung quanh. Hễ có gió thổi, cỏ lay, hai tay liền cua loạn, oa oa khóc òa lên bởi vì chúng sợ. Sợ gì đây? Sợ không có bố mẹ ở bên. Lớn lên một chút thì nhận thức được các thứ, những gì có thể ăn, có thể chơi, cả thảy đều muốn túm lấy, lòng tham nổi lên, nắm đầy cả hai tay, còn làm ra bộ muốn có thêm nữa. Nhưng đến tuổi trung niên, những thứ muốn có được càng nhiều. Người ở tuổi trung niên là độ tuổi mệt mỏi, vất vả nhất. Tục ngữ nói, yên ngựa dính chặt trên lưng, chính là giống như con trâu bò đang cày ruộng, chỉ có thể đi về phía trước, không thể lùi lại phía sau. Lúc này, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, người già, trẻ nhỏ, một đại gia đình như vậy, mở miệng đều liên quan đến tiền. Hãy cứ điên cuồng lao vào kiếm tiền vậy, sợ mất đi lúc này cũng là dữ dội nhất. Trước hết là chết vì tuổi già, bố mẹ thân sinh, bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng đều đã có tuổi rồi, không biết rõ ngày nào sẽ ra đi mãi mãi. Sau đó là con cháu mất sớm, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thử hỏi một chữ buồn sao diễn tả hết được đây. Tiếp đó, người bạn đời ra đi, một nửa kia buông tay đi trước, trời đất như muốn sụp đổ. Tiền tài được mất trong đó cũng là liên quan đến mạng người. Tiền là tiền cứu mạng, chi phí bệnh viện, thuốc men của người già. Tiền là tiền sinh mệnh, mỗi ngày ba bữa cơm. Tiền là tương lai của con cái, nào là học hành, gây dựng sự nghiệp, kết hôn, mua nhà. Không một khoản nào là không cần đến tiền. Tuổi xế chiều, thứ muốn có được nhất hiển nhiên là sức khỏe. Điều khiến ta sợ hãi nhất chính là cái chết. Vì để có được sức khỏe, hễ bệnh nặng, chạy chữa loạn cả lên, những kẻ lang băm, lừa lọc, bán thuốc giả, nhìn thấy người già nằm ngủ cũng phải bật cười. Thông thường, điều mà trẻ nhỏ thích nhất chính là đón Tết. Nhớ ngày trước, bà ngoại nhà tôi, mỗi lần cứ đến dịp lễ Tết lại bắt đầu thở dài, ngao ngán. Cậu, mợ, dì, dượng, bố mẹ thường cười bà, có lúc cũng nói nặng bà một hai câu. Giờ đây, đã đến lúc họ phải thở dài rồi. Chúng ta nhìn xem, đời người chẳng qua chỉ như nhìn hoa trong sương, nhìn trăng trong nước. Kẻ ngốc nói mê, ai lại có thể nói được rõ ràng, cụ thể đây? Bởi chúng ta đều ở trong đó, vậy nên người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo. Ai là người ngoài cuộc đây? Phải chăng chính là thần Phật chăng? Chúng ta ngắm trăng, thấy trăng có khi tròn, khi khuyết. Chúng ta nhìn mặt trời chẳng qua như cái khay tròn lớn. Nhìn ngắm các vì sao thì thấy chúng giống như con mắt không ngừng chớp sáng, lung linh. Trong khi đó, mặt trăng thật sự thì sao? Chỉ tròn chứ không khuyết. Mặt trời thật sự thì sao? Lớn đến không cách nào tưởng tượng được. Còn các vì sao thật sự thì càng thần kỳ đến không thể nghĩ bạn. Vạn vật mà chúng ta nhìn thấy, không phải cũng đều như vậy cả sao? Chúng ta chỉ như ếch ngồi đáy giếng, con sâu trong quả táo, một vi sinh vật trong vũ trụ mênh mông. Nhìn ngắm vũ trụ, quan sát đời người cũng như mù thắp đèn vậy. Những gì chúng ta nhìn thấy được, nghe thấy được, suy nghĩ được, cảm nhận được, nói cho cùng chỉ là huyễn tượng từ đầu đến cuối mà thôi. Người số sướng đều có ba chữ T này. Mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh sách Nói Minh Triết. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn thuận lợi, may mắn là chuyện tốt, nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Theo thời gian, chúng ta sẽ từ từ lột bỏ đi sự non nớt của chính mình chúng ta khao khát yêu thương, và rồi khi trưởng thành, chúng ta nhận ra được yêu thương khó đến thế nào. Chúng ta từng cảm thấy tiền quan trọng, và rồi khi trưởng thành, mới biết tiền quan trọng đến nhường nào. Nhưng có những thứ chúng ta luôn xem nhẹ, chúng để rồi bất chợt phát hiện ra đối với ta, chúng quan trọng và chân quý đến nhường nào. Đó chính là tâm thái. Như Grad đã nói, sướng khổ tại tâm. Cuộc sống luôn thuận lợi, may mắn là chuyện tốt, nhưng chỉ khi bạn có một tâm thái tốt, bạn mới xứng đáng với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Trong video chia sẻ ngày hôm nay, kính mời quý khán thính giả hãy cùng sách Nói Minh Triết tìm hiểu đôi điều về hạnh phúc. Biết đâu, sau những thứ tìm hiểu được đây, tất cả chúng ta lại đều tìm thấy được hạnh phúc và lối đi trong cuộc sống viên mãn của mình thì sao, quý vị nhỉ? Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé! Ba chữ T quyết định hạnh phúc đời người. 1. Tiến. Càng thiếu tiền thì lại càng phải lạc quan, tích cực. Có một khái niệm trong tâm lý học được gọi là tư duy trưởng thành. Nhiều người cho rằng thiên tài là do họ tài năng thiên bẩm, trời sinh vốn có. Nhưng những người có tư duy trưởng thành tin rằng thứ gọi là thiên tài đó hoàn toàn có thể có được nhờ vào sự chăm chỉ, nỗ lực. Những người như vậy sẽ càng đạt được cảm giác thành tựu cao hơn. Nói một cách đơn giản,
Nếu bạn đối mặt với thử thách bằng một thái độ lạc quan, bạn sẽ vượt qua một cách rất thuyết phục. Qua cơn mưa, rồi trời sẽ lại sáng. Ông trời sẽ chẳng phụ người có tâm. Vào năm 43 tuổi, Nhậm Chính Phi mới bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, và đó cũng chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của ông. Năm đó, ông vừa ly hôn, vợ thất nghiệp, tay trắng, cùng khoản nợ khổng lồ chẳng thể trả. Thậm chí, tiền để thành lập công ty Huawei, ông cũng phải đi vay mượn người khác. Trong thời điểm đen tối là thế, Nhậm Chính Phi vẫn một mực tin rằng Huawei nhất định sẽ thành công. Ông tự tin nói với các đồng nghiệp rằng trong 20 năm nữa, thị trường truyền thông toàn cầu sẽ chia thành 3 cường quốc và Huawei sẽ là một trong số đó. Ông không phải tự tin một cách mù quáng, mà là ông có một niềm tin mãnh liệt vào thành công. Ông tích cực tham gia vào nghiên cứu, sẵn sàng ăn uống, ngủ nghỉ tại công ty cùng với nhân viên. Dưới sự truyền cảm hứng của ông, lòng nhiệt tình, đam mê của các nhân viên cũng được khơi dậy. Để có được cơ hội hợp tác, họ sẵn sàng đợi 3 tiếng trước cửa nhà đối tác. Họ có thể ở trong phòng máy cả ngày lẫn đêm để theo sát quá trình thi công của các kỹ sư. Huawei của hiện tại sớm đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Trung Quốc. Doanh thu bán hàng của Huawei trong 3 quý đầu năm nay đã đạt hơn 400 tỷ đô la Mỹ. Muốn thay đổi nghịch cảnh, vấn đề cốt lõi không phải là tìm đúng thời cơ, mà là dù trong lúc khó khăn nhất, chúng ta cũng vẫn luôn giữ được thái độ lạc quan, không ngừng tiến về phía trước. Yêu tiền là bản chất của con người, thiếu tiền là điều rất hiển nhiên trong cuộc sống. Nhưng những người luôn có ý chí phấn đấu, vươn lên, họ sẽ luôn có động lực để chiến đấu đến cùng. Việc xoay chuyển tình thế chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Có người từng nói, ông trời không phụ lòng ai cả, mà chỉ đang tôi luyện chúng ta, dạy những con người bình thường cách thay đổi vận mệnh của họ. Tâm thái điều chỉnh giàu nghèo cũng có thể thay đổi. Hãy dùng sự nhiệt tình để đối mặt với phần đời còn lại, bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Tình càng mong muốn có được tình yêu thì lại càng phải phó mặc cho duyên phận. Nếu bạn muốn biết vận mệnh của mình, chỉ cần nhìn vào tâm mình sẽ rõ. Tình yêu giống như cát chảy trong tay, càng nắm chặt thì lại càng khó giữ. Nhưng ngược lại, những người phó mặc cho duyên phận lại càng dễ gặt hái được hạnh phúc. Kiều Oanh, 34 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Có một người lớn tuổi đã khuyên cô đừng kiếm tìm tình yêu, mà hãy cứ an yên chờ nó đến vào năm cô 50 tuổi. Cuối cùng cô cũng gặp được tri kỷ của đời mình. Cả hai cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Vậy tình yêu là gì? Tình yêu không phải say nắng thoáng qua, cũng chẳng phải phá víu tạm bợ cùng sống qua ngày. Tình yêu đến khi ta chọn một người, ta biết chắc mình đã chọn đúng. Chưa gặp người mình yêu, yêu nhầm người là chuyện rất bình thường. Hãy cứ mở lòng ra, chắc chắn rằng đâu đó cũng có người đang chờ đợi bạn. Lan Khuê từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 9 năm. Theo thời gian, những mâu thuẫn trong hôn nhân ngày một nhiều. Đến cuối cùng, vợ chồng Lan Khuê chẳng thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường như hẹn ước. Lan Khuê ra đi một cách dứt khoát. Cô chẳng nói xấu chồng cũ, lấy nửa lời mà dồn toàn bộ tâm huyết vào bóng chuyền. Cô về nước làm huấn luyện viên cho đội tuyển ở quê nhà. Từng bước đưa đội tuyển bóng chuyền nữ sớm đã lụi tàn trở lại với thời vô địch đỉnh cao. Cũng vào lúc này, cô đã gặp chồng mình hiện tại là Công Huy. Anh là giáo sư lịch sử, đồng thời cũng là một người hâm mộ bóng chuyền. Hai người họ từ ngưỡng mộ đến yêu, cuối cùng là tiến tới hôn nhân. Bởi vì cuộc sống của Lan Khuê không được tốt, nên chồng cô thường đỗ cô lên xuống cầu thang. Anh còn dùng đèn chuyên dụng để giúp cô tập vật lý trị liệu. Công Huy đảm đương hầu hết các công việc nhà. Anh còn tự học nấu ăn. Khi ở nhà, anh sẽ hấp bánh và nấu ăn cho Lan Khuê. Khi ở bên anh, Lan Khuê cảm thấy rất bình yên và ấm áp. Một tình yêu đẹp sẽ khiến cho thế giới của bạn trở nên rộng lớn và tươi đẹp hơn. Đừng sợ yêu muộn. Duyên phận đôi khi tắc đường, nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Duyên phận là điều gì đó rất kỳ lạ, không ai có thể thực sự nói rõ về nó. Có thể hữu duyên vô tình quen biết, nhưng lại hiểu thấu nhau. Có thể hài hòa với nhau, nhưng lại không thể ở gần nhau. Không cố ý theo đuổi thì lại có bảo tâm. Cố gắng tìm kiếm thì lại chẳng thành. Như người xưa có câu, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Có một loại tôm, khi còn nhỏ, chúng thường kết đôi chui vào trong khe đá. Hang đá nhỏ này đối với chúng chỉ là một thiên đường. Cho đến khi trưởng thành, chúng lại không cách nào theo khe đá nhỏ đó mà đi ra. Chúng ngay từ khi bắt đầu đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Đối với chúng mà nói,
nửa kia của chúng chính là cả thế giới. Bạn phải hiểu thứ bạn yêu không phải đoạn thời gian kia, không phải người ấy khiến bạn nhớ mãi không quên, cũng không phải yêu cái khoảng thời gian đã từng trải qua. Bạn yêu chỉ là cái phần non trẻ, nhưng vẫn chấp mê bất ngộ của chính mình. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối trong sinh mệnh mỗi người. Điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi. Nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi. Con người thế gian, nếu như so đo tính toán quá nhiều thì sẽ tạo thành một loại ràng buộc. Bị mê lạc quá lâu thì sẽ tạo thành một loại gánh nặng. Vì vậy, không cần quá để ý. Khi có được điều gì, hãy thật lòng trân quý. Khi mất đi điều gì, cũng đừng đau khổ, tiếc nuối. Để ý quá nhiều, quá sâu sẽ khiến bạn mất đi một nửa hạnh phúc. Xem nhẹ hết thảy sẽ khiến cuộc sống thăng hoa hơn, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có duyên mà không có phận, có phận mà không có duyên đều là một phần trong sinh mệnh. Nó không nên trở thành bước đệm dẫn bạn đến bước đường cùng của cuộc đời. Đừng vì duyên đi mà sinh ra tâm oán thù, lòng oán hận. Sống trên đời, điều gì đến thì hãy quý trọng. Điều gì phải đi thì nên buông tay. Như thế mới sống tự do, tự tại được. Sống thuận theo tự nhiên là một loại trí tuệ, cũng là một loại cảnh giới cao của người giác ngộ. Duyên đến duyên đi như nước chảy. Tâm thái càng mong muốn được may mắn thì càng nên biết đủ. Con người sinh ra vốn đã có thiên tính truy cầu hạnh phúc, nhưng đời người có 10 phần thì tới 8-9 phần chẳng được như ý toại nguyện. Tình cảm viên mãn hà tất đã, tiền bạc đủ đầy giàu sang hà tất đã, cảm thấy sung sướng rồi hà tất đã, có sức khỏe. Hạnh phúc đến từ một tâm hồn biết đủ, niềm vui đến từ sự giàu có trong tinh thần. Sinh mệnh không phải là cầu danh lợi, càng không phải để kiêu ngạo khoe khoang, bởi vì sống như vậy là sống để cho người khác xem. Mỗi ngày đều vui vẻ, sống để bản thân có cơ hội nếm trải và thấu hiểu nhân sinh, mới không uổng phí một kiếp người. Chẳng có giới hạn nào cho sự may mắn của một đời người. Cuộc sống của bạn có tốt hay không đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn. Bạn nhìn nó tốt thì là nó tốt, bạn nhìn nó xấu thì là nó xấu. Người không biết đủ, cuộc sống của họ sẽ chẳng bao giờ là như ý. Chỉ khi bạn biết đủ, bạn mới có thể mở ra cánh cửa may mắn của đời mình. Trên Facebook, có một cô gái đăng bài cảm ơn cuộc sống. Chồng cô là một người cao 1m85, đẹp trai, thích tập thể dục, biết làm việc nhà, và họ đang chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ. Mẹ chồng không những đối xử rất tốt với cô, mà còn không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng cô. Cô có nhà có xe, có tiền tiết kiệm, công việc ổn định, thu nhập cao. Cuộc sống của cô thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế, chồng cô học vấn không cao, anh kiếm tiền cũng chẳng giỏi bằng cô. Mẹ chồng cô mắc chứng rối loạn lưỡng cực do di truyền từ gia đình, tính khí rất bảy thường. Cha mẹ thì ngày càng già đi, bản thân cô lại chẳng thể ở bên chăm sóc. Cô không biết phải làm sao mới tốt. Tôi rất tán đồng với câu nói của cô ấy, có rất ít thứ trong cuộc sống mà tôi có thể kiểm soát được. Diễn tả và nhìn nhận những gì mình có lẽ là điều duy nhất tôi có thể nắm bắt được. Nghĩ sao về lựa chọn của mình, may mắn hay đen đủi, đều quyết định bởi cách nghĩ của bạn. Nếu là người biết đủ, bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc. Kinh qua sự đời bể dâu, bữa cơm hàng ngày của tu sĩ Hoằng Nhất chỉ có vòn vẹn một tám cơm trắng và một đĩa dưa chua. Bạn ông thấy vậy mà đau lòng, ăn với dưa muối có mặn quá không? Ông đáp, mặn cũng có cái ngon của mặn. Khi ông uống nước lọc, người bạn hiền cau mày, ông có trà không? Nước lọc nhạt nhẽo quá. Ông lại đáp, nhạt cũng có cái hay của nhạt. Người ta nói rằng cuộc đời của tu sĩ Hoằng Nhất, tuổi trẻ thì tiêu sái ung dung, trung niên lại có một nghiệp sự thành công, tuổi già thì an vui hưởng lạc. Cuộc sống của ông là ước muốn của bao người. Cũng chính bởi tự biết đủ, giúp ông biết khi nào nên theo đuổi, khi nào nên buông tay. Hài lòng với vạn vật sẽ khiến cho tâm hồn của bạn luôn thoải mái. Biết đủ là một loại hạnh phúc. Khi con người cảm thấy hạnh phúc, thì bất kể là lựa chọn nào, thì họ cũng sẽ luôn gặt hái được những điều may mắn và cảm thấy viên mãn. Mỗi người khi sinh ra đều có vị trí của riêng mình. Sự tự tin của con người không đến từ việc so sánh với người khác, mà nằm ở chỗ được là chính mình. Bất cứ khi nào quý vị thân mến vui vẻ và hạnh phúc là điều mà ai trong số chúng ta cũng mong muốn có được trong cuộc đời. Có người cho rằng tiền càng nhiều thì địa vị càng cao,
đồng thời niềm vui và niềm hạnh phúc càng lớn, mà đâu biết thực chất chúng chẳng có mối liên hệ gì với nhau cả. Kẻ lang thang vô cùng nghèo khó, nhưng vẫn có thể vô cùng vui vẻ. Lão phú ông tuy giàu có, nhưng đôi khi chỉ lại có thể nơm nớp lo âu, chẳng thể hạnh phúc được. Vậy thì hãy học 8 thói quen sau, để bạn có thể ung dung sống một đời hạnh phúc, kể cả khi không có tiền trong tay. 1. Đừng theo dõi người khác. Xã hội ngày càng phát triển, kéo theo sự phát triển của công nghệ. Internet phát triển, các ứng dụng mạng xã hội ngày càng nhiều. Mọi người có cơ hội tự do trao đổi thông tin với nhau, chia sẻ cảm xúc và cuộc sống của mình. Để tìm hiểu về một người nào đó, chỉ cần một cú nhấp chuột, bạn sẽ có thể tìm được. Ai cũng có tâm lý hiếu kỳ, luôn muốn xem những sự việc giật gân, tò mò với chuyện của người khác. Kỳ thực, điều này sẽ mang đến cho bạn rất nhiều phiền phức. Không ít người đều có chung một thói quen xấu, đó là cố gắng xem những việc mà người khác làm, rồi sau đó tự mình khơi dậy cảm giác bản thân kém cỏi. Khi đó, nếu được khuyên, bạn có muốn bỏ theo dõi những người kia không? Sau khi xem thông tin về họ, bạn cảm thấy tự ti, kém cỏi, thì tại sao không tách mình khỏi hoàn cảnh đó? Rất nhiều người đều do dự, nghĩ rằng làm như vậy có tốt không? Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi thực hiện bỏ theo dõi những người đó xong, họ đã phát hiện ra việc này quả đúng là thần kỳ. Mới nhận thấy rằng, thì ra vì luôn bị kéo theo những thông tin của người khác mà lâu nay trong tâm mới cảm thấy vướng mắc, buồn phiền như vậy. Ở đời, thường truyền nhau câu nói, trên đời này có 3 việc, việc của chính mình, tức là những việc mà bản thân ta có thể sắp đặt, việc của người khác, tức là việc mà người khác gánh vai trò chủ đạo, việc của ông trời, tức là việc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi năng lực của chúng ta. Phiền não của con người thường xuất phát từ việc ta quên mất việc của mình, mà đi quản chuyện của người khác, và lo lắng chuyện của ông trời. Muốn ung dung tự tại, không khó, chỉ cần bớt quản việc người khác, và không đi lo chuyện của ông trời nữa là được. Chúng ta thường buồn phiền là do quên mất việc của bản thân, thích xen vào việc người khác, và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ, rất đơn giản, chỉ cần làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc của người khác, và dừng nghĩ đến việc của ông trời. Khi gặp trở ngại, hãy thay đổi góc nhìn. Bạn đừng nghĩ hạnh phúc phải là một thứ gì đó lớn lao, phải kiếm được nhiều tiền, có nhà to, xe đẹp. Dù cho bạn sở hữu tất cả những thứ đó, nhưng nếu bạn vẫn không hài lòng, thì liệu bạn có thấy hạnh phúc? Cuộc sống không chỉ có một khía cạnh là vật chất, mà song song với đó, còn một thứ quan trọng hơn là tinh thần. Và với nhiều người, hạnh phúc từ tinh thần ở đây là những niềm vui, cảm xúc, tình cảm của con người mang lại cho nhau, chứ không phải sinh ra từ vật chất. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra một cuộc sống hạnh phúc thật sự phải là cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Vậy để làm sao để cân bằng? Đó là bạn phải học cách hài lòng với những gì bạn đang và sẽ có. Tôi nói đang và sẽ có ở đây là tuy chúng ta hài lòng, nhưng chúng ta sẽ không dừng lại, chỉ là cần phải hài lòng với điểm xuất phát của mình. Đừng bao giờ oán trách cuộc đời, rồi đâm ra nản chí. Đường đua cuộc đời, tuy mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nên theo đó, đích đến của mỗi người cũng là khác nhau. Bạn có thể lấy đích đến của người khác làm đích đến của mình, nhưng điều bạn cần là phải nỗ lực rất nhiều, cộng với một chút may mắn, thì có lẽ bạn sẽ tới được nơi mình muốn. Hoặc bạn có thể nỗ lực vừa phải và đến đích của mình. Vậy làm sao để có thể hài lòng với xuất phát điểm của mình? Đó là bạn phải thay đổi cách nhìn về nó. Bạn sinh ra trong một gia đình bình thường, không khá giả. Bạn cảm thấy mình thiếu may mắn. Bạn suy nghĩ, giá như mình được sinh ra trong một gia đình giàu có thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nếu bạn đặt mình vào một người khác, sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, đến phải lo từng bữa ăn, thì chắc người đó sẽ rất muốn được như bạn thôi. Bạn thấy đấy, thứ mà bạn đang than phiền lại là niềm ao ước của rất nhiều người khác. Nên hãy hài lòng với những gì mình đang có. Nếu hạnh phúc là cảm giác khi được thỏa mãn và hưởng thụ, thì ngay trong giây phút này đây, thì bạn cũng đang có bên mình vô số điều kiện để hạnh phúc. Bạn có sức khỏe, có đôi mắt để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, có đôi chân để đi, có đôi tai để có thể lắng nghe những âm thanh vi diệu của cuộc sống, có đôi tay để cầm nắm, lái xe, đó không phải là những điều kiện để hạnh phúc sao? Hãy thay đổi cách nhìn nhận và nhìn sâu một chút, bạn sẽ cảm thấy mình đang có rất nhiều thứ. Những điều này không quá to tát và hầu như ai cũng có, nhưng vẫn có một số ít người đã mất đi. Hoặc từ khi sinh ra, họ đã không có, thì bạn sẽ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Cho nên, bạn phải hài lòng với những gì mình đang có và không ngừng nỗ lực để nâng cao bản thân hơn nữa. Dù cho bạn có là một người khiếm khuyết trên cơ thể,
Nhưng nếu bạn vẫn còn có thể làm, có thể nỗ lực, thì bạn đừng bao giờ ngừng lại. Hãy thay đổi cách nhìn về khiếm khuyết của bạn thôi. Buồn phiền về nó, mà hãy dùng nó làm điểm tựa để vươn lên. Cuộc đời luôn thay đổi, ta luôn phải chạy theo để hòa nhập và không bị tụt lại. Nhưng trước khi nghĩ đến những thay đổi lớn lao, như thay đổi bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn, tại sao bạn không thử thay đổi góc nhìn của mình về cuộc sống này trước? Nó sẽ giúp bạn nhận ra một vài điều thú vị mà từ lâu nay mình vẫn chưa nhận ra. Biết đâu được, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng và hạnh phúc hơn đấy. 3. Giữ tâm an định. Trong sách Minh Tâm Bảo Giám, có một đoạn viết: tâm an, mau ốc ổn, tính định, căn hương thế sự tĩnh, phương kiến nhân tình đạm, thủy trường. Nghĩa là một người tâm mà an, thì ở nhà tranh cũng ổn, tính mà định, thì ăn dễ rau cũng thấy thơm. Việc đời phải yên tĩnh mới thấy rõ tình người, đạm nhạt mới được lâu dài. Một người nếu tâm bất an, sẽ vĩnh viễn không có cảm giác ổn định, vững vàng. Người mà trong lòng có dục vọng, ham muốn quá mạnh, thì vĩnh viễn không thể trải nghiệm được cảm giác nhấm nuốt rau mà vẫn cảm vị được hương vị thơm ngon của cuộc sống. Chỉ người nào có tâm an, tính định mới có thể an yên, vui vẻ với cuộc sống mộc mạc, giản dị, mới có thể hưởng thụ được cái cảm giác hạnh phúc tiêu sái, thong dong. Niềm vui của con người, nếu đến từ sự thỏa mãn dục vọng muốn có được, thì khi dục vọng kia được thỏa mãn rồi, ắt dục vọng mới sẽ sinh ra. Và như thế, cuộc sống của người ta chỉ giống như một vòng quay bất tận, không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc thực sự. Kỳ thực, cảm giác thỏa mãn của một người nghèo khi mua được chiếc xe đạp và của một người giàu khi mua được cái ô tô là như nhau. Cảm giác hài lòng của một người nghèo khi ăn một bữa no nê cũng bằng như cảm giác của một người giàu khi ăn cao lương mỹ vị. Xã hội ồn ào, náo nhiệt khiến cảm xúc và tâm thái của con người luôn bị động theo. Người ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi mà ăn không ngon, ngủ không yên. Cho dù trước mặt người ấy có đủ sơn hào hải vị thì họ cũng không nuốt được. Sao còn nói đến cảm nhận hương vị ở đây? Nhiều người, dù ở nhà cao cửa rộng, vẫn suốt ngày phiền não, buồn rầu. Có không ít người thân ở trong những căn hộ xa hoa mà lại cảm thấy cô đơn, giống như ở trong nhà giam. Căn bản là không thể hưởng thụ cuộc sống an ổn, hạnh phúc. Bởi thế, không ai đánh cắp niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta cả, mà chính là bản thân chúng ta đã tự xua đuổi chúng đi mà thôi. Khi tâm chúng ta tràn ngập lòng tham, oán hận, chán ghét, đấu tranh, thì làm sao chúng ta có thể vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc được? Người có nội tâm bất an đã không có tâm cảnh tự tại, mà hạnh phúc cũng không có. Một người nếu tâm định như núi, không bị những sự tình nơi trần gian hỗn loạn làm quấy nhiễu, mê hoặc, thì đó chắc chắn là người đắc đạo, đại trí tuệ. Người mà trong tâm thấp thỏm, lo âu thì sẽ thường thường bị mọi sự tình làm cho mệt mỏi, quấy nhiễu. Một người có nội tâm an tường, khi đối mặt với hết thảy cực khổ của nhân sinh, đều có thể xem nhẹ. Người ấy cũng tự nhiên sống được hạnh phúc, an nhiên. 4. Kết giao với những người đơn giản. Cổ nhân có câu: đại đạo chí giản, chí dị. Chân lý đôi khi có thể hiện lộ từ những điều rất giản đơn trong cuộc sống. Người càng suy nghĩ đơn giản, càng mang lại cảm giác chân thành, đáng tin cậy cho người khác và xứng đáng để kết thâm giao. Khi tiếp xúc với những người có suy nghĩ đơn giản trong một khoảng thời gian đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình cũng có thể sống được như thế. Không ghen tuông, không đố kỵ, không toan tính thiệt hơn, sống cởi mở và là chính mình. Từ đó, khám phá ra lòng tốt vốn có ở tất cả mọi người. Vậy nên, gặp được những người đơn giản cũng là một phước lành, và kết bạn được với họ cũng là một ơn huệ của cuộc sống. Những bằng hữu đơn giản thế này thường không có tài hùng biện, không hoa ngôn xảo ngữ, nhưng có thể thông qua hành động mà nói lên sự thật. Thực tế là, có nhiều người ăn nói rất hay, nhưng hành động của họ thì cho cảm giác ngược lại. Một người bạn có suy nghĩ đơn giản sẽ chìa tay ra khi chúng ta cần sự trợ giúp. Sau khi giúp xong, người ấy lặng lặng rời đi mà không cần chờ được cảm ơn hoặc khen ngợi. Việc có thể giúp thì quyết chẳng từ nan, việc không thể làm cũng tuyệt đối không hứa suông. Trước mặt chúng ta sẽ không ra vẻ nảy nọ, cũng không tỏ ra vồn vã thân thiết. Khi làm bạn với loại người này, đừng chờ đợi nhận được những lời có cánh. Tuy nhiên, dù chúng ta xấu đẹp thế nào, họ sẽ luôn lặng lẽ ở bên ta. Khi được lên voi, dương dương đắc ý, nhiều người sẽ đến tâng bốc chúng ta, nhưng người bạn đơn giản kiểu này chỉ đứng nép bên trong, lúc ta cao hứng. Khi chúng ta ngã ngựa, lâm cảnh khốn cùng, mọi người đều tàn đi, chỉ có người bạn đơn giản kia là nắm lấy tay ta, giúp đỡ ta, nâng đỡ ta,
dìu ta từng bước vực dậy từ thất bại. Một người bạn suy nghĩ đơn giản, dù chúng ta xấu tệ thế nào, cũng không bị người ấy chán ghét. Người ấy sẽ đối xử với chúng ta bằng một trái tim đơn giản, trước sau như một. Ngay cả khi không thường xuyên liên lạc, thì trong tâm người ấy vẫn có ta. Khi cả hai gặp mặt, thì những gì nói ra cũng đều là những lời chân thật từ tận đáy lòng. Tính cách của người suy nghĩ đơn giản thường đáng tin cậy và vững chãi. Vào thời điểm quan trọng nhất, ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tình bạn của họ. Họ thường không nhất thiết là người thông minh, có thể dễ bị người khác lừa và luôn chịu thiệt trong các hoàn cảnh. Nhưng người bạn như vậy thật sự đáng trân trọng vì tâm trí đơn giản, họ thường tốt bụng và thân thiện với mọi người. Không có suy nghĩ phức tạp nên cũng dễ khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, không phải đề phòng và trở nên hòa ái hơn. Với người bạn như thế, chúng ta cũng không cần đối phó, tính toán, mưu mô, không cần cạnh tranh và dễ cảm thấy yên bình hơn. Nhiều người thời nay sắc sảo quá, lúc nào cũng suy tính sao được lợi cho mình và luôn tranh đấu để được lợi nhiều hơn. Người đơn giản không như thế, họ thường nghĩ cho người khác trước và không ngần ngại khi bản thân bị thua thiệt. Những người thông minh, khôn khéo quá, thường coi tình bạn như chuyện kinh doanh, xây dựng mối quan hệ để lợi dụng lẫn nhau. Còn những người đơn giản thì coi tình bạn như là báu vật. Càng lặn lội trong thùng thuốc nhuộm xã hội, chúng ta càng gặp nhiều người sắc sảo, tình khôn, tâm cơ thâm sâu, khó lường. Vậy nên, ông bà ta thường nói, dò sông dò biển dễ, dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Khi họ nói chuyện thì không để lộ sơ hở, bên trong nghĩ khác, bên ngoài nói khác. Cái gì cũng giấu giấu, giếm giếm, che che, đậy đậy. Những người kiểu này thường tỏ ra thân mật, gần gũi, nhưng cái tâm của họ thì ở rất xa. Khi xảy ra việc bất ổn thì họ người giả điếc, người giả câm, người không hỏi tới và người không nói gì. Vậy nên, người càng đơn giản, càng xứng với tình bạn sâu sắc, càng có duyên và càng dễ được quý mến. Cầu mong mỗi người trong đời có thể tìm được ít nhất một tình bạn thâm giao như thế, và mong hơn nữa nếu mỗi người có thể trở thành một người bạn đơn giản với người khác. Như vậy, thế giới này sẽ còn có hy vọng. 5. Đừng truy cầu sự khen ngợi của người khác. Con người thường mắc một sai lầm chung, đó là sống dựa vào đánh giá của người khác. Nhưng có một nghịch lý là, đối với họ, bạn lại không quan trọng như bạn nghĩ. Có thể đôi lời khen chê của họ làm bạn bận tâm suốt một tuần, thậm chí ám ảnh đến vài tháng, nhiều năm. Ấy vậy mà, khoảnh khắc quan trọng ấy của bạn, trong mắt mọi người chỉ là thoáng qua, chốc lát, rồi họ lại quay về với cuộc sống riêng, với vô số mối quan tâm riêng. Lấy ví dụ về scandal của những người nổi tiếng chẳng hạn, chuyện thường thấy là khi xảy ra scandal với sao, càng hot càng có nhiều người bình phẩm. Thử nghĩ xem, giả sử bạn là một người tham gia bình phẩm, thì chuyện về ngôi sao đó chiếm bao lâu thời gian trong tâm trí của chính bạn? Nó có quan trọng với bạn không? Hay chỉ là nói xong rồi quên và quan tâm đến vô số những sự thật làm bạn bận tâm trong cuộc sống của mình? Với người nổi tiếng đã vậy, thì với chính bạn, liệu vấn đề, câu chuyện của bạn có đủ đặc sắc, hấp dẫn để lưu lại trong tâm trí người khác? Đến đây, chắc bạn đã có câu trả lời. Ngày hôm nay, bạn mặc một bộ đồ rất hợp gu với số đông, nhiều người khen bạn. Nếu bạn vui thì được, khen thế thì khi bị chê vì mặc xấu, bạn có buồn? Đừng như vậy, bạn không cần một niềm tin vui mong manh, quá dễ tan biến đến thế. Trong cuộc đời, thứ niềm vui phụ thuộc vào người khác, hãy đi tìm một nguồn vui lâu bền hơn, ít bị phụ thuộc vào bên ngoài hơn. Đó là niềm vui thực chất từ bên trong nội tâm của chính bạn. 6. Đừng chọn cho mình một cách sống quá khó khăn để mang đến hạnh phúc cho người khác. Trước tiên, bạn phải có hạnh phúc cho riêng mình, như một cốc nước đầy. Chỉ người có sẵn hạnh phúc mới có thể san sẻ hạnh phúc cho thế gian. Xét cho cùng, mọi điều chúng ta làm, phần lớn ở sâu thẳm bên trong, đều là vì chính mình. Ngay cả những việc có vẻ như làm vì người khác, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình, vân vân, suy cho cùng cũng là để ta có một chỗ dựa, để ta cảm thấy an tâm. Và bởi vì mọi việc chúng ta làm, thực chất đều vì chính mình được hạnh phúc, nên hãy cứ làm mọi điều mình thực sự muốn làm, chỉ cần điều đó không gây hại cho ai. Như lời của Địa Đức Haimin đã viết trong cuốn sách Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã, vì bản thân ta phải hạnh phúc trước thì mới thấy thế gian này hạnh phúc. Và phải như thế, ta mới có thể làm cho thế gian hạnh phúc hơn nữa. Tất cả chúng ta với cuộc sống này, đừng chọn cho mình một cách sống quá khó khăn. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc ra ngẫu hứng, không có giai điệu nào được định sẵn. Bản thân chúng ta không thể điều khiển được những thay đổi trong cuộc sống. Trong mỗi tình huống xảy ra,
ta phải tìm ra phong cách của mình và viết ra bản nhạc của chính mình. Trong cuộc sống, có rất nhiều lĩnh vực ta không thể điều khiển được. Đối với con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè, ta có thể cầu nguyện cho họ hạnh phúc, quan tâm họ và yêu thương họ. Nhưng hạnh phúc của họ chỉ được quyết định dựa vào ý chí của họ mà thôi. Hãy làm hết những gì bạn có thể và để cho họ tự hành động, tự có trách nhiệm với chính bản thân mình. Con người có thể đánh lừa người khác trong một thời gian ngắn, nhưng rất khó để lừa ai đó trong một thời gian dài. Thời gian sẽ cho chúng ta biết một người nào đó đang nói những lời chân thành hay chỉ nói những lời họ muốn và có thứ họ cần. Kể cả khi bạn đã lừa được những người khác và có thứ mình muốn, nhưng cuối cùng thì sự thật rằng họ đã bị bạn lừa sẽ đi theo bạn và người đó cả đời. Cho dù có là người giàu sang, quyền lực đến như thế nào đi chăng nữa, cho dù có là người được thế gian ca ngợi đến như thế nào đi chăng nữa. Nhưng nếu ta không ham muốn gì, sự phú quý và quyền lực của họ thì họ cũng chỉ là người bình thường đối với ta. Chỉ khi nào ta cảm thấy ghen tị với những gì họ có, ta sẽ cảm thấy họ vĩ đại, đáng sợ và bắt đầu nịnh bợ họ. 7. Biết bằng lòng. Nhiều người thường nói hạnh phúc thật khó mà đâu, biết hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là mỗi sáng thức dậy. Biết mình còn tồn tại trong cuộc sống này, trong khi có biết bao con người bất hạnh chỉ mong được có một ngày trọn vẹn, không đau ốm bệnh tật. Ta có thật nhiều những ngày sống trong mạnh khỏe, thì cớ gì lại để phí hoài vào những mối bận tâm không đáng, hay để mình trở thành kẻ suốt ngày chỉ biết than vãn, kêu ca. Chúng ta hãy tận dụng từng giây, từng phút cuộc đời trao tặng, sống và yêu thương hết mình. Hạnh phúc sẽ tự khắc tìm đến với ta thôi. Hay hạnh phúc đơn giản chỉ là khi nhìn những người thân yêu của mình được bình an, khỏe mạnh. Đó là khi ta được nhìn thấy ông bà móm mém ngồi trước cửa nhà, nhai miếng trầu, khó khăn mãi mới nói lên tiếng hỏi thăm đứa cháu lâu ngày về thăm quê. Dù tiếng nói đã không còn được rõ ràng như trước, nhưng vẻ mặt đầy sự vui vẻ, cùng hành động âu yếm vỗ về, cũng đủ khiến ta cảm thấy bình an. Đó là khi mỗi tối, người ngồi ăn bữa cơm nhà với ta vẫn đầy đủ, cả bố, cả mẹ, các thành viên trong gia đình vẫn tản mạn nói những câu chuyện hàng ngày. Được thấy bố mẹ vẫn bình yên, khỏe mạnh, thấy bố vẫn thích xem những bộ phim giả sử yêu thích, mẹ vẫn mê những chương trình ca nhạc vàng. Hạnh phúc khi thấy bố mẹ vẫn tranh luận vui về những chủ đề giản dị trong cuộc sống. Đó là khi ta được thấy vẻ mặt hớn hở và tiếng cười giòn tan của những đứa em, đứa cháu nhỏ. Được thấy sự vui mừng của chúng khi nhận được món quà tặng của mình. Đó là khi ta có một đứa bạn thân mà khi vui buồn gì, chỉ cần nói một tiếng là nó có mặt. Hoặc giản đơn hơn, đó là những buổi chiều cuối tuần, tan làm, đằng sau công việc bộn bề, ta vẫn có thời gian để lang thang một mình, tận hưởng thời tiết đẹp của mùa thu Hà Nội. Và hạnh phúc cũng là những thứ đánh mất đi rồi, chúng ta mới cảm thấy nó đáng quý và đáng trân trọng. Hạnh phúc là những điều nuối tiếc, muộn màng, và ta có thể cảm nhận được hạnh phúc khi hồi tưởng lại quá khứ. Rồi cười khóc một mình, rồi khao khát được trở về, dù chỉ một lần, nhưng bất lực vì không thể làm được. Đến một thời điểm nhất định, khi chúng ta đã đủ trưởng thành, đủ nếm trải cuộc đời, đủ đau thương, đủ vấp ngã, ta chỉ mong muốn có được những điều tưởng chừng như đơn giản mà lại có thể chạm lấy được nữa đó. Ví dụ như những người thành đạt khó có thể được bữa cơm gia đình bình dị với vợ con, hay có người đi xa quê sau nhiều năm bôn ba công thành, danh toại, đến khi muốn báo hiếu cha mẹ thì đã không kịp nữa vì lúc ấy cha mẹ họ đã sang thế giới bên kia mất rồi. Quý vị thân mến, đôi lúc không phải ta thực sự bất hạnh mà do chính ta cường điệu nó lên, hoặc ta không biết bằng lòng những gì mình có, mà luôn so sánh với người khác và chỉ luôn thấy cái mình không có, chứ không nhớ đến cái mình đang có. Chúng ta khi đang sống, mỗi ngày bình yên, thì hãy cảm ơn cha mẹ đã cho mình được có mặt trên thế gian này. Chúng ta hãy cảm ơn những mối quan hệ hiện tại, vì nhờ họ mà ta không cô đơn, lạc lõng giữa đường đời. Hãy trân trọng người tốt với ta, vì họ đã luôn bên cạnh, động viên, cổ vũ, luôn đồng hành khi ta khóc, ta cười. Không hận thù với người không tốt với ta, vì nhờ họ, ta mới có nhiều bài học mới, trưởng thành hơn. Người ta nói rằng, biết hài lòng là hạnh phúc, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu chúng được thực hiện. Chúng ta vẫn thường nghe những bài học hướng dẫn nghệ thuật làm thế nào để bằng lòng với những gì mình có, nhưng nhìn chung, chúng ta luôn thất bại để vượt qua chính bản thân mình. Bạn không cần phải kiếm tìm sự thỏa mãn từ thế giới bên ngoài, nó nằm ngay bên trong bạn. 8. Hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen. Được ăn món mình thích là một niềm vui. Phát hiện ra nếp nhăn trên khuôn mặt ít đi vài đường cũng là một niềm vui. Đi du lịch đó đây,
đắm mình trong cảnh sắc bốn phương lại càng là một niềm vui. Hãy khiến hạnh phúc trở thành một thói quen, niềm vui sẽ thường ở bên bạn. Mặt trời mọc ở trời đông, lặn ở trời tây, trăng khi tỏ, khi mờ, khi tròn, khi khuyết. Ngắm cũng đã quen xuân hạ thu đông, ấm lạnh, vạn vật thế gian đổi rời. Nhìn cũng đã tỏ, nhưng lại rất khó xem nhẹ những bi hoan, ly hợp, ân oán, tình thù tại nhân gian. Vui hay buồn cũng đều là một ngày. 24 tiếng hà, tất phải phiền muộn để một ngày trôi qua. Hạnh phúc là được. Đâu phải để tâm tiền nhiều tiền ít, già đi rồi, còn ai để tâm bạn là ăn mày hay phú ông. Vui vẻ là được. Đừng toan tính chức lớn quyền nhỏ, già đi rồi, ai quan tâm chiếc mũ quan trên đầu bạn cao mấy thước. Hạnh phúc là được. Có cơm ăn, được ngủ tròn giấc, có áo mặc, có núi để trèo, có nước uống, có sách mà xem, có việc làm, có đường mà bước, có người bầu bạn là tốt nhất rồi. Khi bạn buồn rầu, hãy mau chóng điều chỉnh lại tâm thái của mình. Dẫu mỉm cười ngốc nghếch với mình cũng được. Hãy nói với mình rằng, mong bạn luôn hạnh phúc. Khi bạn thấy lòng trống rỗng, hãy mau mau nhắc nhở bản thân, xin hãy để vui vẻ trở thành một thói quen. Ăn bữa cơm ngon, uống ly rượu nồng đều có thể bù đắp lại sự trống rỗng trong tâm khảm. Già rồi, càng phải học cách điều chỉnh tâm thái để khiến mình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Khi bạn âu sầu, hãy thử nghĩ xem mình còn lại bao nhiêu tháng ngày mà nghĩ suy, mà lo lắng. Nghĩ thấu rồi thì đừng bao giờ tức giận nữa. Khi bạn muộn phiền, hãy nghĩ rằng cuộc đời là một phép trừ. Mỗi lần hội ngộ lại bớt một lần gặp gỡ. Vậy có gì đáng lo âu? Chớ quên ân tình của người, đừng nhớ sai sót của người. Không nghĩ chuyện thị phi, không sinh tâm oán hận. Cuộc đời mỗi người sẽ luôn có những tri thức học không xuể, những chân lý ngộ chẳng thấu. Sẽ luôn có một vài chuyện giàu lòng, vô tình hay cố ý, ùa vào trái tim bạn. Tóm lại, trong giấc mộng nhân sinh, chuyện thật lòng thì ít, chuyện chẳng như ý thì nhiều. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Hãy ít làm khó người khác, lại càng không nên làm khó bản thân. Hãy để hạnh phúc trở thành một thói quen. Hãy để niềm vui tràn ngập trong cuộc sống của chúng ta, từng giây, từng phút. Sống ở trên đời này, hạnh phúc hay đau thương là do trí lực quyết định. Giàu có hay nghèo khó, quyết định bởi lòng biết ơn và sự mãn nguyện. Vì vậy, đừng trách người khác hay than phiền về số phận. Bạn có thể lựa chọn mình sống trong sung sướng, hạnh phúc hoặc đau đớn của đời. Mình là do tự bản thân quyết định. Hoàn cảnh thay đổi, hạnh phúc hay đau khổ là tùy thuộc vào tâm trí của bạn. Cuộc sống là của chính bạn. Bạn sống như thế nào là do chính bạn quyết định. Không ai có thể giới hạn hạnh phúc của bạn và không ai ngăn cản được bạn đi tìm hạnh phúc. Có một câu nói rằng, đừng hỏi bên ngoài hoặc sinh ra không có chỗ ở. Vì vậy, hạnh phúc là ở trong lòng mỗi người và tự do cũng ở trong lòng của bản thân. Nếu hạnh phúc thì trong tâm phải thật sự hạnh phúc. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng gặp phải những tình huống vô tình làm những việc không như ý muốn. Nhưng ai có thể kiểm soát được trái tim của bạn? Suy nghĩ hay tâm trạng của bạn do chính bạn quyết định. Nếu bạn đang ở trong một tình huống xấu, không tốt, khó chịu với bản thân và thế giới xung quanh, nhưng những người khác lại cảm thấy thoải mái, vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng nếu bạn thay đổi tâm của mình, thì hoàn cảnh xung quanh bạn cũng thuận lợi theo, mà cảm thấy dễ chịu hơn. Một người yêu sách, thà có hàng ngàn cuốn sách, còn hơn đổi hàng triệu viên kim cương. Tương đương, một học giả thích cuộc sống nông thôn, không quan tâm đến những thứ gì, như quan chức cấp cao. Đó là sự lựa chọn hạnh phúc của mỗi người. Nếu điều đơn giản khiến cho họ hạnh phúc, thì dù đánh đổi vật chất cao sang, cũng không thể thay đổi tâm của họ được. Hạnh phúc được sinh ra từ tự tâm của mỗi người là khác nhau. Cuộc sống bình lặng, trái tim sẽ càng trong sáng. Hạnh phúc là sự bình yên của thể xác và bình yên của tâm hồn. Vẻ đẹp và sức khỏe của cơ thể khỏe mạnh là hạnh phúc thế gian, trong khi sự thanh thản và bình yên của tâm hồn là nơi hạnh phúc của trái tim. Sau đây là câu chuyện đôi giày lớn và nhỏ. Một người bạn từng kể cho tôi nghe câu chuyện đến thăm một người cô. Người cô của anh ấy thường đi những đôi giày lớn hơn chân cô ấy. Người cháu hỏi, giày to và giày nhỏ có giá như nhau, sao cô không đi mua những chiếc giày vừa chân mình? Nhưng người cô không nói gì. Sau này, người cháu mới biết rằng cô mình không mua giày mới vừa chân để đi, mà thường đi lại những đôi giày cũ của chồng mình. Mỗi lần anh ấy kể câu chuyện này, nhiều người sẽ ôm bụng cười. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp không ít người như thế. Nhiều người không ngừng tìm kiếm những thứ lớn lao,
nhưng thực chất lại bị lòng tham thôi thúc. Chẳng hạn như mua đôi giày to hơn nhưng lại quên đi kích cỡ bàn chân của mình thích hợp. Hay thay vì mua những đôi giày đẹp vừa chân nhưng họ lại cảm thấy những gì mình đang có như vậy là đủ và mãn nguyện rồi, rồi không cần thay đổi vì lãng phí. Trong xã hội hiện nay, với nền kinh tế ngày càng hiện đại hóa và phát triển, con người chạy theo những vật chất xa hoa và tiền bạc. Do đó, có sự phân chia tầng thứ, giai cấp trong xã hội ngày nay rất rõ rệt. Người giàu có rồi thì lại luôn muốn tìm cách để giàu thêm. Người nghèo chỉ mong cuộc sống đầy đủ là được. Giàu hay nghèo đều do sự mãn nguyện của con người mà quyết định. Người nghèo biết đủ là hạnh phúc, người giàu tìm kiếm mãi mà không thấy hạnh phúc. Người nào biết ơn sự sắp đặt của cuộc đời cho mỗi người đều khác nhau mà chấp nhận thì họ mới là người hạnh phúc nhất ở đời. Ai cũng ham muốn được sung sướng và hạnh phúc mà đâu biết rằng vui buồn, sướng khổ trên đời chẳng qua chỉ là vay trả mà thôi. Cô bé có một sở thích đặc biệt về những đôi giày. Ở nhà, cô có hẳn một cái tủ to tướng chỉ chuyên để cất những đôi giày. Giày của cô đâu phải bình thường, toàn là thương hiệu của các hãng thời trang danh tiếng trên thế giới mà cha mẹ cô phải đặt mua ở mãi tận các trung tâm thời trang lớn. Đôi giày nào cũng có giá không dưới một tháng lương của một viên chức bình thường. Cũng có khi, cả gia đình họ cùng đi mua sắm giày cho dư, nhân những chuyến du lịch hay công tác nước ngoài. Paris, London, Milan, New York đã là chuyến đi về quen thuộc của họ. Chiều nay, lại có một đôi giày mới được gửi về tòa biệt thự. Cô bé chạy ra tận cổng nhà để nhận hàng, hớn ha, hớn hở, mở hộp giày ra xem. Nhưng vừa nhìn vào bên trong, cô bé dịu mặt và vứt phịch cái hộp xuống đất. Mẹ, không phải đôi giày này. Người mẹ ngạc nhiên, mẹ đặt đúng mẫu này mà, dư. Chạy vào nhà, lấy tập cát tờ lóc ra, chỉ tay vào một mẫu giày, con chọn mẫu này cơ mà,